có anh 12 trương nữa ha. Có Hiền Sơn mới đẹp quá trời ha, Mimosi Đỗ Thiên Nguyễn rồi em Thi nữa ha, chuyện tình người chính nữ tên Thi ha. Anh 12 trương, anh Hoa Lê Thị. Rồi bây giờ mình chào rồi nha. Hôm nay là 16 người, 16 like luôn á trời. 20 danh tiên Phật. Đây, thấy biết nhìn hình rõ không ta? Dũng hôm nay Dũng đưa quý vị thăm một cái vườn hoa anh đào. Đây. Và một buổi hoàng hôn. Ôi chà chà. Một buổi hoàng hôn, buổi hoàng hôn. Môi em chờ đợi những nụ hôn. Nụ hôn. Có em chó đang đang ị. Tôi đang làm thơ nghe chó. Trời đất ơi, thơ của tôi mà nó ngồi nó ị. Có ông chủ cầm cái bao đứng chờ hốt nữa chứ. Thơ tôi hay quá. Nó gọi là thơ chó ị. Đây vườn hoa anh đào như quý vị. Ai tới khu Little Sài Gòn giờ cái dịp này thì nhớ kêu người nhà chở tới khu thư viện. Huntington Beach Library. Quý vị thấy hoa anh đào đẹp không quý vị? Rõ không quý vị? Mình đi ngắm cảnh trước nha, rồi mình vô cái chương trình điệp viên nghe sau nha. Nha. Nãy đang lái xe mà gõ thì gõ được có hai chữ điệp viên thôi. Cho nên một lát nữa thì chắc quý vị sẽ nghe được cái tên của em điệp viên đó là tên gì. Thấy cảnh rõ không quý vị? Trời ơi, mới có 16 người mà dọn một cái 147 người rồi ha. Nhanh, thiệt là nhanh. Thì thường là sao như là chắc mấy ngày nữa chắc sẽ có cái lễ hội của Nhật Bản trong cái khu này. Hoa này hoa anh đào mà cái màu nó lạ lắm nha quý vị. Đó. Hoa anh đào đây nở sớm. Đẹp không? Đẹp. À, chị Teresa nói đẹp ha. Hiền Sơn cũng nói đẹp. Đó. Nhiều người tới đây chụp hình. Ôi sorry, ta chụp hình. Có nhiều người tới đây quay phim chụp hình lắm nha quý vị. Một lần gần đây nhất là Dũng tới đây vào cái lúc mà bị dịch Covid. Thì trong cái tâm trạng hoảng loạn. Nhưng mà người Mỹ lúc đó thì chưa có chịu đeo khẩu trang. Mình mà đeo khẩu trang cái người ta dị kỳ lắm, người ta nhìn mình châu Á mà đeo khẩu trang giống như là đang bệnh. Hoa nở trễ hơn ở Đài Loan. Trời ơi, mới có tháng 3 mà Đài Loan trễ nở rồi hả? Vậy thì cuối tháng này ở bên Washington không biết có còn hoa không? Đây quý vị. Đây thì chỉ có là cái thư viện. Đây, cái thư viện đây. Mọi người tới đây, nhiều người tới đây mặc áo kimono. Rồi mặc áo hoa hòe, hoa sói. Chụp hình đây cái thư viện quốc gia ở cái thư viện của thành phố đây. Kimono kimono mình là mình ý a cái dù mình là mình cái kimono tinh 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 tang 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 cuộc đời mình như chiếc thuyền năng đúng là anh Nam Kha trôi nó trôi bên bồng này mùa xuân rồi đó. Này. Những cái hoa này. Này mình đi ngắm cảnh nha để thư giãn một chút ha. Chỗ này có một cái ngôi vườn này mình giờ này nó chưa có ra hoa nhiều lắm đâu. Mà mình đi một vòng chắc khoảng một vài tháng nữa thì nó mới rực rỡ. Tại vì bây giờ đang là cuối đông đầu xuân.
xin chào nha. Dũng vừa đi, Dũng vừa quay cho nên đọc chữ không kịp ha. Rồi một chút xíu nữa cái mình nói về có một khách mời rất là đặc biệt. Người này có đang cầm 10 cái biên nhận cho bạn Tú. Và người này trong vòng bao nhiêu lâu nay câm lặng, thầm lặng, câm lặng bởi vì còn sót một chút tình với lại thái tử. Nhưng mà bây giờ thì sức người có hạn, sau khi nghe thái tử lú nói là không quan tâm, không quan tâm tới nữa, thì người này đã bật khóc. Và một lát nữa thì cô sẽ lên, cô nói về 10 cái biên nhận, mỗi một cái biên nhận là 500 đồng. Và cô giờ cô bằng tiền già và tiền bệnh của cô đã gửi cho bạn Minh Lú. Và mặc dù là cô rất phiền lòng vì bạn Minh Lú, nhưng mà cô vẫn cho Minh Lú một cái cơ hội, mà đến khi Minh Lú nó là không quan tâm. Khi mà thiền em vô thì lúc đó là cô chịu hết nổi. Một chút xíu nữa quý vị sẽ gặp gỡ cô nha. Cô đã từng lên trên kênh của Dũng một lần. Đố quý vị cô tên gì nha. Nếu mà ai nhớ. Ai nhớ nha. Đó, nhiều người tới đây chụp hình là nhiều người yêu hoa. Như là góc cảnh này thì hoa đẹp nè. Đúng rồi, góc này đẹp quá nè quý vị. Hoa anh đào. Biết đẹp không ta? Biển ngạn hồng hoa đoán là cô Liên hả? Là không phải. Không phải cô Liên, bởi vì cô Liên đã đòi rồi, còn cô này chưa bao giờ đòi. Và bây giờ là cô khóc, mà nãy Dũng nói là cô không được khóc nha. Cái cô nói thôi để cô đi xuống cô lau nước mắt chút xíu đã, rồi 10 phút nữa cô lên, thì bây giờ chắc là nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều. Bây giờ chiều rồi mà không phải mùa thu. Hiền Sơn nhớ dai quá vậy ta. Cô Hoa hả, cho nói lần nữa đó, có chắc không nha. Đó, hôm nay là lặn lội ra tới đây để có những cái hình ảnh đẹp cho quý vị đó. Thấy cuộc sống đời rất là còn nhiều những cái điều đẹp đẽ quý vị. Không phải là nó ghê gớm giống như là những cái gì mà đang xảy ra trên mạng hổm rầy. Đó, có một chàng nghệ sĩ điều đẹp đẽ quá vậy. Lan Hoàng cũng đoán là cô Hoa ha. Biển ngạn hồng hoa. Tôn Nhi Nguyễn, Quỳnh Anh Nguyễn. Đó, cho coi. Cho coi những hình ảnh tuyệt vời của mùa xuân. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Người tôi yêu đã xa còn đâu. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Là có hoa anh đào. Thôi bây giờ mình trở về xe nha. Rồi thì không biết là chắc cô cũng đã chuẩn bị rồi. Nãy giờ có bạn thì đoán là cô Hoa. Bạn đó là cô Liên. Liên là tên một loài sen. Còn cô Hoa, hay quá ta. Cho nên hôm nay tôi cho quý vị xem hoa trước nè. Cho nên quý vị đoán một cái là y phóc luôn ha. Đào dừa ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào.
Đào ra hoa người ta mới kêu hoa đào, đào ngất ngư chúng ta kêu là hoa đào, khi hoa đào rơi người ta cũng kêu hoa đào. Tèn tèn. Trời ơi sao cảnh đẹp dữ lên trời. Lắm rồi mới nghe bài này. Ai lên xứ hoa đào, dừng chân ghé lại, nghe chiều rơi, nghe hương vào hồn người như chơi vơi. Những đang kêu gì vô đang kêu cô Hoa đó. Hello. Dạ cô ơi, cô hết khóc chưa? Cô đáng kìm, cô đáng kìm. Nhưng mà À, sợ cô nói lên được, cô nghẹn lời, cô khóc thôi. khóc cho vơi đi những tội tình. Những tội nghiệp mà ông cụ với mấy cô ở trong thôi, mấy cặp bé thôi. Bây Nhưng mà giờ cô... dạ cô nói đi cô chào khán giả con đi cô. cô tôi là Hoa. Tôi chào Nguyễn Tiến Dũng và tôi chào khán giả của Nguyễn Tiến Dũng. Tôi Chào khán giả có của đôi lời cô nói nữa. chuyện với khán giả. Dạ. À, cô có đang xem live của con không? Cô đang coi đó. Đó thì tại vì cô tên Hoa đó cho nên con phải đi cho bà con một cái tour du lịch không đồng để cho bà con ngắm hoa trong khi xem cô nói nè, để thấy là cuộc đời còn nhiều cái đẹp lắm cô, không phải là nó kinh dị giống như là hoa lan hoa lúa rồi Hoa đó, hoa hoa thúi quỳnh chứ hoa gì, hoa hoa là hoa quỳnh thúi chứ hoa gì. Cô nói thử coi còn là nè cô hoa biết đào nè cô biết hoa đào gì không? không? Không có Hoa đào chứ, cô chỉ biết đào nè, đào này là đào kim lân nha cô, có tên đào mới nha đào cô. đó là đào, đào là đào đường gạt chứ đào gì, đào đường gạt với đào ấy chứ đào gì. Đây hoa đào đây đào kim Con biết đâu mà trước cô lân. mến ông lắm, cô coi cái nít cổ ông hoài mà từ ngày ví dụ mà tìm 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 mà ví dụ cô nói thiệt với con, cô ghét ông ghét cay ghét đắng ghét như là Thôi khinh bỉ ông, cô khinh ông như là một cái gì vậy. Nhưng mà cô lớn tuổi rồi nhưng mà có lòng vị tha của cô là từ con có biết ông, cô tha thứ cho cái thằng Tú này nhiều lắm rồi. Là con biết sao cô nói chuyện với nó nhiều lần mà cô nói Tú, cô khuyên nó nhiều lắm rồi, Tú con nên đừng đừng bao giờ hỗn với những người mà nhất là Nguyễn Chính Dũng với cô Tòa Nha này. Cô ở bên Mỹ cô biết họ không phải là thiếu hỗn để mà lường gạt những cái số tiền đó đâu. Nó nói không, tại vì chị của con nó không có nói là tên án, nó nói chị của con nói ở bên Mỹ này là chỉ có lường gạt những cái những chuyện lường gạt để mà lấy Đây. tiền. Thế cô đã trả lời rồi, cô đã trả lời với nó rồi là cô sống ở bên Mỹ, cô biết thằng Nguyễn Kim Dũng nó không có thiếu gì những cái đó, cho nên đừng bao giờ con nói. Nhưng mà một một hai hai nó vẫn nên kiên định, nó cứ chửi con hoài, nó chửi con với cô ta nhà hoài, cho nên cô không kìm được nữa. Đến nhãn là cô đưa những cái bill này cái ship này cho con, nhưng mà cô đứa con bận điều quá, cô tính cô xem về cho thằng Bồng Nguyễn mấy lần rồi, nhưng mà cô lại nghĩ cái lương tâm thôi, nếu mà bao nhiêu người dồn nó rồi thì dồn nó nữa thì cũng tội nó. Cô muốn để cho nó một thời gian coi xem con người nó có thay đổi, nhưng nó không thay đổi, nó vẫn không thay đổi. Cô rất là đau lòng. Những cái tiền của cô là tiền bệnh của cô mà, cô ăn tiền bệnh cô gửi về, mà trong khi đó mỗi lần cô gửi về là 500 kèm thêm 100 để cho nó nữa, mà mỗi lần gửi về cô nói là gửi qua cho đưa vào cho Thiền Nam nha con, nó dạ. Nhưng mà cái đó cô chưa có hỏi nó mà nó cũng không có vô nên cho cô biết là đã gửi vào Thiền Nam chưa. Nếu không nhưng mà cô không có muốn, tại cô thấy nhiều người đã lên án rồi nên cô có nằm thinh nằm thinh. Nhưng mà cô đau lòng nhất là cái hôm như thế này,
thì Nam bị cho bồi như vậy, mà nó lên trên mạng nó nói một câu là nó không quan tâm, nó không quan tâm để nó đi chơi cho thoải mái con người của nó. Trời ơi, cô nghe những cái đó mà nước mắt cô không cầm được nước mắt. Cô giận mà đúng người, cô nói nếu mà trường hợp nó mà ở trước mặt của cô, dù cô già, cô không có sức để cô vô đánh nó được 5 cái thì cũng phải đánh nó được 2 cái để cô hạ cái cơn giận của cô. Nhưng mà nó tiếc cô không có ở để mà cô nghe những lời nói của nó như vậy, cô rất là đau lòng. Cô đau lòng là con người của nó quá như vậy. Rồi nó chửi bới người này, nó chửi hết người kia, làm cho con người của cô không có thể nào mà cô tả được con người của cái thằng Tú này. Và bây giờ cô chỉ báo cho cộng đồng mạng biết, tôi nói nhưng mà tôi ấm ức quá, tôi nói tôi bị nịu lắm. Tôi chỉ xin một cộng đồng mạng hãy tẩy chay nó, tẩy chay con Lan và con Tố Nga và con Như Quỳnh, tại vì ba con người này nó đã âm mưu, nó muốn đưa thằng Tú vào Trường Am để nó muốn để cho ông cụ và các cô để tỏ tình, nó tỏ ra nó là người như thế này, nó là người ngoan, để mà giao quyền lại cho nó, để mà nó muốn ứng chiến trong cái Trường Am này, để nó làm chủ trong cái Trường Am, để nó muốn là thằng tiền thằng thằng những tin của cháu Dũng này chuyển về cho Trường Am, rồi tiền của nó muốn. Cô đã nghe hết rồi, tôi đã nghe hết tất cả rồi, là tụi nó âm mưu là không muốn cho một bất cứ một cái YouTuber nào để vào Thiền Nam nữa, nó muốn ở đó, nó muốn trở về đó, ở đó nó ngăn cách những người mà không cho vào Thiền Nam nữa, và nó ngăn cách hết bắt những cái tên gì của ai, nó muốn như là mai sau là nếu mà Thiền Nam có xảy ra chuyện gì á, là nó là người được đứng quyền để nó cầm cần nó đứng quyền trong cái Thiền Nam này. Cô Hoa đã nghe hết tất cả rồi, cho nên cô Hoa chỉ báo cho cộng đồng mạng hãy hãy nghe lời một bà già 76 tuổi này, xin hãy tẩy chay nó, đừng để cho nó trở về Trường Am để hại ông cụ và mấy cô nữa và các bé nữa. Tôi đã trải qua những cái, tôi đã khuyên nó, tôi đã khuyên nó nhiều rồi, tôi đã nói nó nhiều rồi nhưng mà nó không nghe lời tôi. Thì bây giờ tôi xin cộng đồng mạng hãy nghe một bà già 70 mấy tuổi này, xin đừng nghe lời nó mà xin, hãy tẩy chay nó, tẩy chay ba con bốn con người này. Tại vì tôi là người trong cuộc đã biết, ví dụ của tôi bốn đứa nó âm mưu rồi, tụi nó âm mưu nhau để đưa thằng Tú về đó. Xin cộng đồng mạng hãy tôi nói là giờ tôi nhận lời tôi nói không quá, tôi tức quá, tôi thì tôi buồn, tại vì trong tay tôi còn giữ 10 cái receipt mà tôi gửi về cho nó, mỗi lần tôi gửi về thì Nam là 500 kèm thêm cho nó 100 nữa. Mà tôi đã gọi cho nó, tôi đã nói nó nhiều lần rồi, đừng chửi những người người tiền, con đừng mắng, con đừng ấy. Với phần cô sinh con là đừng bao giờ nói rằng những chứng những cái gì nữa. Nó cô ở Mỹ cô biết nó không phải là loại gì. Tôi nói nó hàng ngày, tôi khuyên nó nhiều, cách một tuần lễ tôi gọi về tôi nói nó khuyên. Dạ, nhưng mà con biết rồi, nhưng mà anh Dũng này anh xạo lắm, chị của con nó anh là người dân lường gạt, dân xạo trá, dân này. Chị của nó là ai vậy cô? Đúng, chỉ nói chị thôi, nó không nói chị tên. Chỉ nói là chị của nó nói là ở sống ở bên Mỹ này, là con đang lường gạt cái con. Chứ tao nói cô, tao ở bên Mỹ này, cô ở bên Mỹ này, cô biết nó như thế nào. Thằng Mỹ cô không ở gần nó cách xa cô chừng mấy tiếng, bao nhiêu tiếng đi máy bay thôi. Nhưng mà nó sống bên Mỹ này, nó không có thiếu, nó không có phải là cái dân mà như thế này. Mà con cứ một hai con không nghe bà chị con. Chị con ai, nó không nói. Nó nói chị con nói là chị con sống bên Mỹ, chị con biết rồi, là anh Dũng là người lường gạt cái này kia kia nào. Cho nên con phải cho cô biết là chị bà chị của con là ai. Nó không nói, nó chỉ nói chị con cũng sống ở bên Mỹ, nó chỉ nói vậy, nó hóa cây, nó chỉ nói chị của nó ở bên Mỹ thôi. Nhưng mà cô muốn nói với cộng đồng mạng là xin hãy nghe lời bà già, xin hãy nhận lời của tôi, hãy tẩy chay nó và tẩy chay cái con Hai Múa và con Như Quỳnh và con Tố Nga, ba con người này nó đã mưu muốn đưa thằng Tú về nhà về Thiền Nam để hại Thiền Nam, và nó muốn ngăn cách những người mà muốn tới Thiền Nam để thăm thăm Thiền Nam đó, nó muốn ngăn cách đó. Tại vì tôi trong gia đình của tôi đã ở trong cái cuộc của con Như Quỳnh, chúng tôi đã biết hết tất cả rồi, cho nên chúng tôi chỉ muốn lên cái mượn cái diễn đàn của cháu Dũng này để tôi muốn nói cho cộng đồng mạng biết là thằng Tú nó là như vậy. Xin cộng đồng mạng hãy tẩy chay nó mà không cho nó một cơ hội để nó quay về Thiền Nam để nó hại Thiền Nam nữa và nó hại tất cả mọi người. Tôi nói nhưng mà tôi nghẹn lời quá, tôi không thể nói được nhiều, tôi nghẹn lời, tại vì những lời nói của nó quá quá là quá đáng yêu cụ. Nó không cần gì hết, nó chỉ nhiều nó đi ăn chơi, nó không quan tâm, nó chỉ đi ăn chơi cho thoải mái. Trời ơi, tôi nghe những lời nói đó, trời ơi, trời, tôi không hiểu.
Đúng không nhỉ? Bây giờ cô muốn hỏi Dũng cái 10 cái bill này Dạ. con nghĩ cô phải làm sao? 10 cái receipt cô gửi về cho nó vào là vào ngày 15 tháng 3 mỗi một tháng từ cái tháng 3 năm 2022 á đó. Dạ. Cô gửi tất cả 10 cái như vậy thì theo con cô có cần phải nên làm chừng kỹ thằng này hay không? Nó Rồi làm cho bây giờ tao cô hỏi quá đau con thì nhiều. bây giờ như vậy, con á thì con đưa nó 23 triệu mấy, với lại nó đang thiếu 400 đó. Thì bây giờ con nói ý con á, thì thành ra là con đang xúi, con đang kết bè kết phái với cô. Bây giờ con cho con xin hỏi khán giả đi, quý vị khán giả đang xem này ha, 830 người, giúp cho cô Liên ý kiến là cô Liên nên nên làm thế nào với lại 10 cái Cô 10 Hoa. cô Hoa, con sorry cô. Dạ, cô Hoa Dallas ở bên Texas quý vị. Thì cổ mỗi Ở tháng cô gửi về, Texas dạ, Arlington. mỗi một tháng cô gửi về 500 đô, với 100 đô giấm dúi cho Tú để Tú mua xăng xe, Đi. để Tú đi du lịch. Rồi bây giờ cô đang cầm trong tay 10 cái, có nghĩa là 5.000, với lại mỗi lần 110 lần đó, tức là 6.000. Như vậy thì đó là tiền bệnh, tiền lớn tuổi, tiền hưu trí của cô đó. Vậy thì xin quý vị cho cô Hoa ý kiến rồi cái gì Dũng đọc nha. Diana Hua là kêu cô Hoa gửi hóa đơn để đưa lên mạng tố cáo nó. Tony Nguyễn, nó không mặt mũi về thiền am đâu cô ơi. Rồi Dũng chỉ đọc những cái ý kiến mà để coi coi ý kiến gì về cái máy. Rồi mọi người cho cô ý kiến nha, gửi hết về cho các YouTuber để họ đưa lên tác cộng đồng. Rồi anh Dũng, anh trích đoạn vọng cổ hôm qua ra clip riêng đi Hay hay quá, nha. hay quá, cô nghe con ca hay quá, bản nhạc Dạ. nó quá hay quá. Dạ con thêm vô cái 6.000 của cô nha. Ừ. Dạ. Cô Lan bà Tú ơi, cô Hoa không cần cô trả lại những ân tình tôi đã trao. Chỉ xin trả lại những tiền cho thiền am, trả cho cô Hoa 6.000 Cô có cười thì cô cũng chảy được nước mắt. đồng. Con biết không, lâu nay rồi cô muốn gửi những cái view đó về cho con, thứ nhất là con, thứ hai là thằng Ngọc Nguyễn, cô muốn gửi lắm, nhưng mà cái lòng của cô còn thương nó, tội nghiệp nó. Dạ. Cô nghĩ là bao nhiêu người đưa lên rồi mà cô đưa nữa thì tội nghiệp cho nó thôi, cho nên cô mới kìm lòng. Cô cảm thấy thằng này cô không có Dạ. cả một tháng này cô kìm lòng, cô thương nó, cô bạn thôi chứ bây giờ bao nhiêu người đưa rồi mình đưa nữa thì dồn nó vào con đường cùng, mà sợ nó làm gì gì cô cứ sợ cô không ấy, Sáu cái ngàn cô nói đô hả thôi để đấy con? đi, cô giữ đấy đi, Dạ. để khi nào mà nó làm gì quá đáng nữa là cô về với ấy. Chứ còn cái này cô đợt trước mà cô hỏi con là cô tính, cô nói cô có hỏi con mấy lần đó là nào cô cũng có giúp trong đó, cô có nói như sơ qua với con vậy phải không, Dạ nhưng mà có. là, đó Nhưng cô mà có cô hỏi không cô có sơ nói qua với rõ, con cô không có nói thì cô rõ. nói rõ, tại cô Dạ. cũng nói mập mờ thôi, nhưng mà cái này cô uất ức vì trong nghĩa lòng cô là nó quá tệ với phần, nó quá tệ với ấy. Những cái lời nó tuyên bố như vậy, rồi bây giờ nó trở lại tuyên bố là nó sẽ trở lại. Ôi trời ơi, cô nghe cô nói trời ơi, thằng này nó âm mưu của con nắm với con hai đứa với của con Tố Nga, trời ơi chết rồi, nó mà trở vô thì Nam chỉ chịu có chết thôi. Mà nhưng mà cô biết nó đưa mấy đứa để đưa thằng 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 Tố là vào là chỉ nhắm vào cái số tiền của con chứ không có cái gì hết, nó muốn đưa thằng đó vô một thời gian là đó cho thì Nam yêu thương nó, nghĩ là nó một người tốt thôi, nhưng nhắm vào cái đó muốn hại con đã nói mà. Những cái mà cô nói chuyện phone với nó trên phone rồi cô nói chuyện nó rất là hờ, nó làm gì con mà con làm gì nó, mà nó hận con cái cô tôi ta nha, cô không hiểu, cô không thấy con làm cái gì hết mà tại sao nó hận con với cô ta nha. Thì nó chỉ nói với cô là chị của con nói rồi, nó cứ nói chị của con, mà cô hỏi chị của con là ai ở bên Mỹ, nó không nói, là nó chị của con nói rồi, Nó chị chỉ của đẹp con á mà nó có cái thành bày chia lên ruột ra á. đó, nó nói như vậy, nó nói như vậy đó. Dạ. Thì tôi cầu xin hỡi cộng đồng mạng, tôi nói với con đơn niệm, hỡi cộng đồng mạng hãy cho tôi ý kiến, hãy nên tẩy chay thằng cu này, không thể cho nó trở về thì làm được. Nếu mà nó trở thì Nam trở về nó chỉ hại cho người ông cụ và mấy người cô và mấy đứa bé. Xin cộng đồng mạng hãy hét tôi, hãy Dạ. tẩy chay nó, lên mạng tẩy chay nó, không thể cho nó đừng trở về đâu. Dạ Tôi
Con thông báo cho cô tin này nè, ở trong này có Mộng Nguyễn nè. Mộng Nguyễn, Nói đi sao không? cô réo tên cái là có Mộng Nguyễn liền. Mộng Nguyễn có chịu nhận 10 cái biên nhẫn này của cô để đòi 6.000 về cho Thiền Am hay không? Ờ chứ cha, cái mỗi trăm kia cô cho nó cho nên đâu Tôi có đòi cho được. nó đầy đủ sinh Rồi bây giờ lý. 5 5.000 là 120 triệu gì đó. Rồi Mộng Nguyễn đâu? Mộng Nguyễn đâu? Mộng Nguyễn có nhận giúp cô chuyện này không? Anh thì anh không dám Cô không dám đưa cho con đâu, tại vì dạ. nó ghét con lắm, nó con nó hận con, nó đã cũng cách gì nó hại con. Cô chỉ thấy thằng thằng Mộng Nguyễn là cái thằng nó là chính trực nhất. Cô thích cái thằng Mộng Nguyễn, trời Thích ơi nhất cái trời, thằng nó Mộng nói Nguyễn đó chưa? Nói cái chuyện thằng với Mộng Nguyễn con là lên cái thằng kênh của mà con mà khoái dám nhất, thích bằng Mộng Nguyễn nhất ha. Trong cái khi thằng con Mộng là Nguyễn thứ nó mấy chính đây? trực, Thích nó Nguyễn Tiến Dũng thứ nó mấy? chính trực. Cô rất thương cái thằng đấy, cái thằng đấy nó còn biết đâu. Trời ơi, Trời nhiều đất khi ơi. cô già Thì rồi, cô muốn cái gì mà chắc phải chết gì mà cô không biết làm. dạ Cô biết làm nó thì già không không có rồi. biết làm chấp bà chát mà đưa 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 cho thằng Tú 100% ngon ơ vậy ha, đưa 500 ngon ơ, còn chấp bà chát thì không biết làm Không biết làm, không biết ha. làm mấy cái đấy. Dạ. Gửi gì về, gửi con biết gửi về thứ đi ra ngoài chợ Việt Nam mình ấy. Dạ. Mấy cái view đó chợ Việt Nam mình gửi vậy đó. Con cái chắc phải chết Mà... chết gì già rồi, có biết làm đâu. Nhiều khi Ừ. muốn gửi cho Chấp bà chát Mộng đó Nguyễn. mỗi lần đó, hả là có 10 đồng 20 đồng mà không biết làm, quất một phát 600 thì biết làm hay quá. Hay quá, làm chợ Việt Nam làm Yeah. Mộng Nguyễn trả lời chưa kìa? Mộng Nguyễn, Mộng Nguyễn, Mộng Nguyễn, Mộng Nguyễn đâu? Có nhận lời giúp cô vụ này không? Mộng Nguyễn đâu rồi? thách đố ghê lắm, nó thách đố ghê lắm. Cô nói chuyện với thằng Tú nó thách đố ghê lắm, nó thách đố ghê lắm. Nó nói giờ cô cứ cô muốn làm gì cô làm, cô đưa lên cô đưa nút thì nó kêu cô là bà ngoại. Cứ thì nó kêu cô nói thì nó nói những cái câu nói là nó có vợ, nó kêu lâu lâu nó kêu cô là bà ngoại, sau rồi lâu lâu nó kêu cô bằng cô đó, thằng Tú à. Dạ rồi thì lúc nào mà cần tiền thì bà ngoại cho nó thân tình, coi như bà ngoại cho cháu. Cứ một tay là cô nắm tìm 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 mình là hai tay cô đem ra cô gửi, Mộng cứ Nguyễn một ok tay. rồi kìa cô. Rồi thì bây giờ đó cô muốn gửi với Mộng Nguyễn bằng cách nào đây? Con không thấy Mộng Nguyễn ok mà con thấy nhiều người trả lời giùm Mộng Nguyễn. Anh Mộng Nguyễn nhận lời rồi kìa anh Dũng. Rồi Mộng Nguyễn chính xác cho này, Mộng Nguyễn nhận lời rồi nha. Thì thấy mà Mộng Nguyễn có cái khiếu đòi tiền đó cô. Đòi Hay một lắm, Mộng phát Nguyễn mà nó hay từ lắm. tiền xăng, tiền xăng 3.400 mà từ tiền xăng mà nó chịu trả đó cô. Huống chi tiền này là cô rõ ràng là 100 cho Tú còn 500 cho Thiền Am, như vậy thì phải trả cái phần 500 kia. Cô có lỡ dạy cô ghi vô là tiền xăng tiền gì không? Thì cô chỉ gửi về trong đó là cô nói với nó thôi, cô chỉ nói là 500 cho Thiền Am, 100 cho con để con đổ xăng đi lên đi xuống để đưa tiền giúp Thiền Am. Cô chỉ Dạ. để trong cái miếng đấy mà cô để cho nó như vậy. Rồi khi mới cô tại vì cô già rồi đâu có biết thét là cái gì, có biết bấm thét đâu. Nếu mà bên bấm con bấm thét thì gửi cho tụi con thì nó rõ ra rồi, Bấm chỉ tét là gửi bấm gì tiền cô? thì thét quá thét lại Ồ, nhắn tin dạ. nhắn tin ở thì trời già rồi có biết nói làm sao đâu thì nói Dạ vậy dạ không thể thôi. con có hiểu, con không biết bấm tét. Con không biết bấm tét này là cái gì. Dạ nhắn tin. Rồi. Nhắn tin cô không biết nhắn tin. Nếu mà cô biết nhắn tin đó là cô đã gửi những cái nhắn tin nó cho con với thằng Mộng Nguyễn rồi, nó cũng Dạ. không biết làm. Lâu lâu là gửi tiền nó con biết làm sao, ném con cái Dạ. xong cứ là mùng một đem Hèn tiền, chi. mùng hai đi ra gửi trốn con, Hèn chi nó bây có giận giờ là con lắm câm kìa. lặng trong vòng 1 năm trời, bây giờ tức quá là hết giấu con cái luôn rồi ha. Đó. Tức là tức cái như vậy vì nhớ là cô Hoa không có nói ra đâu, cô Hoa giấu này tại vì mình đã lỡ gửi rồi. Mình nhớ là con cái nó nghe được nó phiền lắm, nó chửi đó, nó sẽ nói ra tiền mẹ không có để mẹ ăn mẹ giờ no mẹ đi làm những chuyện này cái kia. Nhưng mà họ đâu luôn, con cái đâu có biết là cái tấm lòng của mình thương người đâu con. Họ con cái nó sống bên Mỹ này nó đâu có phải như mình đâu. Mình Yeah. nghe được mình thấy mình tội nghiệp những người tội nghiệp như vậy, nhưng mà con biết không, cô cứ ném mình mùng hai nó cô đi ra Kim, ở bên cô là Kim Phát đó, cô cứ ra tiệm Kim Phát đó cô gửi á. Dạ. Rồi bây giờ Mộng Nguyễn nhận lời rồi đó, mặc dù là con lúc trước thì con ưa Mộng Nguyễn, bây giờ con không ưa nữa tại vì cô khen nó hơn con. Cô thương nó hơn con, giờ con hết ưa nó rồi. Nếu mà cô mà không thương con á, không bao giờ cô nói này, cô cứ gọi con hoài. Cô biết cô thương Ok con vậy rồi. rồi mà cô chửi Rồi thằng thôi Tú được cô nha, rồi, giờ đi tại gì? sao mày phải làm như vậy, tại sao mà con cứ phải cứ đề cập với thằng Dũng hoài vậy. Nó Dạ. có làm gì con, cô làm hoài à mà nó không nghe được con đây. Dạ. Nó bị nặng về con Như Quỳnh rồi. Dạ, trời ơi sao mà nó yêu bà đó hay sao, tình chị duyên em sao trời.
Đấy, phần đất Nhà. cô còn biết không, cô gọi Yeah. cho ông Sơn, cô muốn nhắn ông Sơn là xin nãy ông nói ông là cẩn thận nó, tại vì không thể nào cho nó trở về Việt Nam được mà cô gọi ông không được, mà cô không biết cái số thằng Mộng Nguyễn có sao nó vậy. Cô Mộng Nguyễn cô muốn nói chuyện nó lâu lắm rồi để cô tâm sự cho nó như thế nào, nhưng mà cô không có, nhiều cô suy nghĩ lại, cô nhiều lúc cô muốn gọi cho thằng Mộng Yeah. Nguyễn về sinh con, nhưng mà cô Chết lại rồi. sợ tội nghiệp cho cái thằng Tú, cô thấy nó Hèn nếu bao nhiêu chi. người lên án nó rồi, Con hiểu mà lên rồi cô án nó ơi. thì tội. Bây giờ con hiểu rồi. Con hiểu tại sao mà nó ghét ông Sơn dữ vậy rồi. Tại vì chính Sao vậy? Sơn đã làm cho chị nó đau khổ. Cái mối tình này sao nó oan nghiệt quá vậy cô. Cái Hả? lúc nào cũng chị nó, lúc nào cũng chị nó. Mà chị nó thì yêu ông Sơn, mà nó thì yêu chị nó. Mà ông Sơn thì yêu bà Thanh Trần. Mà theo những cái lời bà Nắm kể thôi. Ông Sơn thì mặc áo hồng với bà Thanh Trần. Xong rồi cái bà Nắm quỳnh chửi ông Sơn với lại Thanh Trần. Cái nó cũng lại thấy 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 chị anh phi công thấy chị đau khổ quá cho nên cũng chửi Thanh Trần với lại Sơn đó. Theo con thì Con nghĩ đi con cô. nghĩ ra vậy, nó có những cái mối tình tiết éo le lắm cô, mà cái ông phi công này ông hơi Xấu, con quỷ nó xấu như ròm ma mà vậy không, mà cái đó trời là ơi là mỹ nhân trời. kế. Cái gu của Tú này cũng lạ lắm mà nghe. Con nghe cô kể nãy giờ cứ chị tới chị lui, mà chị ghét Nó là ai chị thì đó, em cũng là chết chị ghét. của nó. Trời đất ơi, ta nói chị ghét ai thì em đã ghét đứa đó gì đó. Rồi con biết rồi, ghen. Ghen đó mà. Ghen nha. Hỡi cô như quỳnh bé nhỏ của em ơi, Ông tôi Sơn cũng muốn như vậy, môi ông nhìn cười đi, chỉ đi thích mỉm cái con cười. đấy à trời. Trời ơi. Trời, ông Sơn Những cũng như vậy mà ông đi thích cái con. Trời ơi trời, không phải nói nha con. Trời ơi, xin tôi cô già rồi, cô Hoa già rồi, nhưng mà cô Hoa chỉ cầu xin nó đừng có cười. Nó cười ra là đêm ông ngủ chết ra giật mình. Cho nên là cầu xin nó đừng có cười. trời ơi, người ta có nét đẹp tiềm ẩn vậy chỉ có Tú mới thấy được mà cô không thấy sao cô. Trời ơi, cô chỉ xin mọi người xin hãy nghe lời bà già này, xin hãy Dạ bạn trai bỏ rồi đi thì được bây thôi, giờ người thì nam, dạ cô chỉ xin vậy thôi. bây giờ Tú nhận lời cô rồi. Ô quên, sao đi, Mộng Nguyễn nhận lời cô rồi. Bây giờ nếu mà cô không biết chụp hình để bấm tét gì đó thì bây giờ cô làm sao để cô gửi mấy cái đó đi đây. Cô có thể gửi Ý qua là qua ý chỉ bưu có điện cách cho như vậy con thôi. không? Cô không dám cho con cô biết những cái điều này. Cô sẽ tìm cách cô kiếm bạn của cô á, những cái đứa con của bạn của cô nhờ thử nó làm như thế nào thôi. Chụp hình Nhưng gửi mà qua nha cô, nhớ lưu lại chứ vâng, cô gửi xong rồi nó mất tiêu là. Dạ. cô gì đâu, cô con đừng có sợ cái đấy, cô ra hồng phạt ở đây là cô mà ấy, là nó làm cho cô thế mà, tại vì Hay cô quen cô quá ha. rồi. Hay quá ha. Cô Tép bà gửi chát gì không biết ha, mà biết giữ receipt cho mỗi tháng 600 đồng rồi giờ mất receipt đi ra đó kêu người ta in lại. Trời ơi cũng cũng không phải dạng vừa nha. trời ơi, nếu mà không thương nó là đã tố nó lâu rồi, đã đưa nó cả 2 tháng 2 tháng này rồi, nhưng vì Yeah. thương nó là che chở cho con người đó. Nhưng mà nếu mà nó mà mấy nó cô, nếu mà cô không được cái là cô không có phát đi, cô giữ, tại vì cô từng gửi gửi tiền về cho cháu cô 5 đồng đó mà, cho Yeah. nên cô giữ cái bill đó. Thí dụ nhà cháu cô ở bên Việt Nam nó nói ở con không nhận được thì cô đưa cái bill đó ra, cô đưa cho Hồng Phát nó kiếm ra thôi, cho nên Yeah. cô phải giữ lại chứ. Yeah. Mà chị tụi cô không có biết cái gì mà cái gì về tin nhắn hay là chỉ chắc chắc là chắc gì chứ cô không biết thôi, Dạ chứ còn còn mấy cái tiền bà gửi về thấy cô gửi mà cô chưa, biết mà. không biết tấp bà chát đó, biết một cái nghe lại giờ cái chục ngàn chứ không phải là 6 ngàn đâu. Tấp bà chát ngày mỗi lần mà lân với Tú mà lên đó là cứ mỗi đêm gì vài trăm là bây giờ là cũng là cả chục ngàn chứ không phải là 6 ngàn đâu đó. Hên cho cô không biết tấp bà chát nha cô. Dạ rồi bây Rồi giờ cũng chắc bây chắc giờ chắc gì đâu. bây giờ bây giờ thêm một ý nữa là như vậy, cô đưa cho Mộng Nguyễn thì giờ cô muốn Mộng Nguyễn là lên mạng để đòi là cái số tiền đó đem về cho Thiền Em rồi Đưa về cho. Thì Nam chứ mày đưa về cho cô. Rồi Đưa đúng về rồi, đấy đưa mà. về cho Đấy Thiền là Em. đưa Thì Nam. Dạ thì con thấy là nó lơ cái 23 triệu với lại 400 đô của con rồi đó, con thấy nó không trả lời cho vốn gì đó. Còn trong trường hợp này đó, thì cô thấy sao? Cô nếu mà nó không trả, không đưa, không gì hết thì cô thấy sao? Cô sẽ giao quyền lại cho con cháu của cô ở Việt Nam. Dạ Con cháu cô ở Việt Nam đông lắm, còn đông vậy lắm. là cô Mà ủy con quyền cháu của ha. cô ở Việt Nam không có nghèo đâu. Cô cho con cháu của cô ở 5 đồng á. Trời ơi, nó có sự nghiệp đàng hoàng á Đó, con. dạ con cảm ơn cô, nhờ cô nhắc tấp bà chát giờ xin đi Nguyễn mới tấp bà chát cho con 10 đồng.
Kêu cô muốn chấp một chạp cho thằng Mộng Nguyễn mà cô không biết làm. Cô nói trời ơi trời, làm sao ta, làm cái này với cô muốn làm cho người, cô muốn chấp cho thằng Bo, nhưng mà cô không biết làm sao hết trơn á. Tại vì thằng Năm Râu nó giàu rồi, cô không dám làm ấy. Mà cô chỉ thằng Bo này dễ thương nè, rồi thằng Mộng Nguyễn này dễ thương này, thằng Lão Đại này cô hay coi, thằng Lão Đại, thằng Mộng, Thấy chưa, nói chuyện thằng với Mộng thằng Nguyễn Tiến này. Dũng mà toàn là khen trai lạ không nha, Trai Việt Nam khen thôi, trai 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 Mỹ này nó giàu quá, bên mấy này trai quá nó không có khen, khen mấy thằng trai Việt Nam thôi. Có thằng trai Dũng này nó bên này nó giàu quá, bên nó đẹp trai là không có khen. con được đó, được có cái câu cuối là con đẹp trai đó chứ không thôi là con hận mấy thằng kia đó. Con không có chấp nhận là nói chuyện trên kênh của con mà cứ khen hết thằng này tới thằng nọ nha. Hôm nay nếu có cười chứ cho trong lòng cô không, cô ghét thằng Tú, cô khóc không á ông Tú, mà nó dụ nó nói, dụ chị Lam bị như nó nói mà cô khóc ngay lúc đó là cô đã khóc rồi, nó nghe Cái nó nói đó đó cô đã là khóc lỗi rồi. của cô, con không có lên con nghe nó nói gì trơn á, cho nên con khóc lóc gì trơn, tao toàn là biết sau người ta cơ mà, tại mới có cái tóc bồ chát của chị Nam Lê đó nè, cảm ơn chị Nam Lê nha, 19 đồng 99. Rồi con phải cảm ơn cô trước, nhờ cô tóc bà chát đấy mà giờ con được tóc bà chát quá trời. Cái đó gọi là cái gì? Super 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 chát. cô già cả cứ gọi chắc mà chắc 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 chị là ai mà biết đâu, cha nó già rồi cứ nghe tụi nó nói chị sắp có Rồi chắc thì chị học vậy chứ thì có biết đâu. bây giờ về tóm lại, thứ nhất là cô không tin vào Tú là nó xin nó, ủa mà con nghe nói là nó xin lỗi Hồng Sơn với Thanh Trần có không cô? Thì cô nghe trên cái mạng của thằng thằng Bo nó nói là nó khen ông Sơn là một cháu sẽ gì với ông Sơn nó, cô Cảm nghe ơn trên biển ngạn. kênh của thằng thằng Bo đó. Được mà thằng thằng Bo nó bấm lên cái lời nói của thằng thằng Tú nói, mà nó nói là bây giờ chú Sơn của nó như thế này con sẽ làm người tốt, con sẽ trở về con làm người tốt, con sẽ nói cho ông cho những người thiền nam con coi nhà cửa sửa như thế nào để con đấy, đây là cái âm mưu của tụi nó để nó muốn chồng Tú nó vào trong thiền nam tôi, không phải nó thương yêu gì cô, nên cô muốn xin cộng đồng mạng hãy thương tôi, hãy nghe lời bà cụ 70 mấy tuổi này, xin hãy tẩy chay nó, đừng cho nó trở về thiền nam để hại những người trong thiền nam tôi, đây là sự giả dối của nó. Trời Bây giờ ơi những cái lời này của cô, con nghĩ là thầy ông nội với lại Nhất Tuệ với các cô trong thiền am đã nghe, họ không có dễ gì để cho Tú mà quay trở về đó rồi chăm sóc các cháu các bé rồi chăm sóc cho ông Lê Tùng Vân đâu cô. Tại vì thứ nhất á, mặc dù là trên giấy tờ là nó là con của ông Vân, nhưng mà cái nhà đó, cái hộ đó lại là của cô Cao Thị Cúc, thì ông thầy ông nội cũng chỉ là người tá túc tại đó thôi, thì đâu có thể nào mà lôi con lôi cái rồi đâu đâu đó vô đó được, mà là chủ hộ mới là người có quyền quyết định. Cho nên những người thiền am người ta thông minh lắm cô, người ta biết nhìn người lắm. Con chỉ sợ thôi, bị lừa thôi, bị cho nó về là bị lừa thôi, tại vì cái âm mưu này là của chúng nó mà, tại vì cô Hoa ở bên này, cô Hoa đã biết, cái cô đã nghe hết rồi, cái âm mưu này là của chúng nó để nó muốn đưa thằng Tú về đó thôi, chứ không phải là tụi nó thương yêu gì ông cụ với các cô với các cậu ở trong đó đâu. Chứ Trời ơi cô là nói con trời. cũng đồng ý ở cái chỗ là con thì con nghe theo chỉ thị nghe theo chỉ thị của các cô với lại thầy ở trong Thiền Am. Cái số tiền mà 30 mấy ngàn đó thiệt thật sự, mà nếu mà họ nói anh Dũng ơi anh Dũng đưa cho Tú đi thì chắc coi là con cũng rớt nước mắt, Không mà đó. con đưa làm sao được cô, tài sản của người ta kêu mình đưa ai thì mình phải đưa chứ Tại vì mình đâu có có giữ sợ làm nó lọt chi. vào đấy rồi nó bắt chước mấy cô, mà nó kêu mấy cô phải 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 làm như vậy. Trời ơi là trời ơi, chết chết chết. Cho nên nãy cái tiêu đề của hôm nay là điệp viên, thì con nghĩ chắc là Tú này là điệp viên của nấm độc gài vô trong thiền am đó, tại vì gài vô đó rồi xong rồi có cái gì thì báo cáo ra ngoài, có động tĩnh gì thì báo cáo cho bà chị, cái mối tình nồng thắm này đó thì đã có điệp viên ở trong thiền am báo cáo ra rồi, ở ngoài này ở trong đó thì nhận chỉ thị, thì nhận chỉ thị của người chị đó, người chị không bao giờ cưới. Xong rồi Trời ơi, ông Sơn muốn mà cưới cái cô đấy thật tế, thật mất mất thẩm giá của đời trai. Sơn nào đâu ra Sơn ta có vợ đẹp mà cô nói gì vậy. Thì bởi vậy thì nó mơ mộng quá, nó hão huyền quá, nó hão huyền quá, nó mơ mộng quá. Trời ơi,
cứ như nó mà sao mà rời được cái mông của cổ, cái mông chân của ông Sơn. Trời ơi, nhìn cái tướng ông quý phái quá trời, quá đất trời ơi, Trời trời. đất ơi, ông ngồi không mà sao cô thấy tướng ông quý phái? Thì đó ngồi đó, cái khuôn mặt ông nó quý phái đó. Thấy Ông có chưa? lần ông đứng mà có lần cô coi ông đứng chụp hình đi 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 với Thấy anh chưa? Thấy mà. chưa? Lại khen trai khác rồi, trong khi con ở đây Thì cô đã nói. nói với con rồi, cô chỉ trai trai khen trai Việt Nam thôi, bằng trai mình đẹp trai sẵn rồi. Dũng có xấu chỗ nào nó đâu mà chê nó, chứ đừng có khen mấy thằng Dạ. mà trai Việt Nam thôi, bằng trai Mỹ là trắng trẻo đẹp trai rồi. Yeah. Cô cứ nói vậy trai Việt Nam người ta buồn. Không được nha cô, ở đâu đâu cái nhân cách của mỗi người ở đâu cũng có, đất nước nào, quốc gia nào, vùng đất nào cũng có, Nhưng con là mà có con chọc khi cô nào thôi, con mà không có giận ai đâu. không, nhưng mà mấy thằng nhưng mà đám ông Nguyễn với thằng Quốc Bảo cái đồ Đứa mấy nào thằng cũng nó cũng sáng coi ngời cô thấy đẹp không? trai Dạ, mà. đó thấy không? Cô ngày nào cô cũng coi mấy thằng đấy, mấy thằng cháu đấy thì Thấy cô chưa? cái nước nào tụi nó lên là cô coi hết đó. Cô không dầu cái nước của thằng Quốc Bảo này, thằng Ngọc Nguyễn này, thằng Ngọc Nguyễn này, Thấy thằng Bảo chưa? Đại này, thằng Thấy chưa? nước thứ ba này. Trời Đó, ơi mít là bà thấy cô quá. chưa? Cho nên trời ơi, thân phận của phụ nữ sao mà đau lòng xưa sanh trần thì không nghe, rồi Nhung Nguyễn không nghe, Tuyển Lê không nghe mà cứ là lão đại với lại Mấy thằng cháu đó là Mr. con em của Spa rồi ông. Mộng Cái Nguyễn thằng rồi Mộng Năm Nguyễn mới Râu nghe ha. rồi. Còn Năm Râu, trời ơi, cô này khoái cái thằng Thành Bò. Cái thằng Bò đó, thấy quá, chưa? trời ơi, thằng Bò Đau là lòng chưa? Tú trời ơi, An thằng Du Bò là Tuệ quá. rồi Nhung Nguyễn cười xỉu gì đó, thấy chưa? Rồi đó, vậy mà đi. Mỗi lần mà cô nghe thằng Quốc Bảo mà có cái cô gì ở ngoài Hà Nội Vì mà cô cô te nghe thích cô nói không? chuyện, trời ơi cái thằng đó, trời ơi là trời, thằng đó là thằng lường gạt tiền bạc người ta mà. Nó nên nó chửi con biết không, có một cái đứa nó nói về con mà cô không biết làm cách nào để cô chửi nó luôn. Nó chửi con, nó nói con như là tiền bạc đó. Có một cái đứa nó Dạ. nói về con đó. Sao cô cứ lang Cô thang cô nghe nghe nó chi? Rồi, rồi còn Ngô Quân đẹp trai không? Ngô là đàn bà mà đẹp trai gì. Thì không thì hỏi vậy thôi, như là cô cũng còn tỉnh táo sáng suốt về về những cái nhan sắc của những cái người đó. Dạ. Trời ơi, cô rất là quý mấy 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 cháu ở Việt Nam, mấy Dạ, thằng con cũng trường học quý cô chứ. rất thích Dạ. lắm. Cô thương tụi nó, cô coi tụi nó hoài, không có cái nếp mà có tụi nó lên mà cô không coi hết. Không có một cái nếp ngoài của mấy tụi nó mà cô không coi. Nhưng mà cô rất thích là cô còn biết không, thằng Năm Râu mà nó lên cái nếp nào, hay là Mộng Nguyễn, hay là ông Quốc Bảo, hay là thằng Mr. Ba, nó lên cái cỡ nào cô cũng coi mà không Trời phải một mình ơi, cô coi đúng là đâu. cô khen Cũng đẹp, còn mấy gọi thằng đó thằng bạn nào của cũng đẹp cô trai hết nữa, trơn. Dạ, không phải thằng cô nào. cũng gọi bạn của cô nữa. Ê, chứ mấy bà qua đi ngồi coi TV với tôi, coi mấy mấy thằng cháu nó mới lên rồi, nến nó bận rồi, sợ nó lên này, cứ vậy đó. Cứ Ê, có mình thằng cháu Quốc tôi là nó bạn lên, của cứ mấy thằng cháu. cháu tôi nó lên. Trời đất Mấy ơi, sao cháu cô nó lên nếp cứ rồi, nên kêu cháu là rồi đó, cứ kêu mấy bà lên coi mấy thằng cháu của cô lên là lên gì? lên TV để nói ấy. Dạ, rồi. Ok. Đấy, Rồi bây lúc giờ nào có các gì? bà ơi, nên các cháu mấy mấy thằng boy nó sắp rồi lên nó nói chuyện Sắp cho sửa mình lên. nghe này. Mấy Nhưng mà bồi sắp cô sửa ghét lên. nhất là cái thằng hò 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 Ngọc cái gì Biển Đông á. Cô thích nó Ôi hả? cái thằng đó, trời ơi mấy bữa nay nó lên nó đấu tố các cô bị gì đó. Nó mấy bữa cô mà bị bắt, bị đưa đi, bị mời đi thôi, không có bị bắt á. Mà nó Dạ. lên mạng nó nói tùm lum đó, thằng hò Ngọc Biển Đông. Hồi đó cô có thích Tôi nó không? Hồi hồi đó. trước cô hay khoái, hồi trước nó khen con với cô ta nha, nó cứ nói anh Dũng làm như vậy là một điều tốt, mà mời lại chúc được thì An là một điều tốt này kia kia, là một thời gian trước á. Rồi sau này bây giờ cô nghe làm sao mà nó cứ chở đem con ra, nó nói hoài, nó cứ nói con với cô ta nha, nó nói con với cô ta nha hoài. Tự nhiên cái con người của cô bây giờ, tự nhiên cảm giác con người của cô như là cô không còn, thằng này không không còn cái gì nào. Cô nói cho con nghe này, cái tên Hòn Ngọc Biển Đông nó rất là cao sang, nó rất là đẹp nha, nhưng mà cái cử chỉ, cái cư chất của cái thằng Biển Đông này không có một cái giá trị gì cả, không có một cái giá trị gì cả con. Cái phần Yeah. nó ngồi trên cái ghế đấy giống như một ông vua ông đi vậy, nhưng cái ghế nó đẹp, nhưng mà cái tư cách của nó, cái lời nói của thằng Biển Đông này, Hòn Ngọc Biển Đông này không có tư cách, không có giá trị gì nữa con à. Dạ. Giờ bây giờ con hỏi cô nè, trong mấy thằng đó rồi giờ còn thằng Lân với thằng Mạnh đó, hai hai thằng mà có 331 đó, cô thấy làm sao? Cô nói thật, cái tâm địa của cô, cái tâm lòng của cô là cái chú Mạnh á, cô không có cảm giác mà ghét nhiều bằng cái thằng Lân.
cô ghét, cô nói thật với con, cái từ ngày cái tư cách của thằng Lân nó không còn nữa, cho nên cái hồ sơ mà còn cái gì mà nhật ký luật sư đó mà nó chưa phá, thế mà cô mở lên là cô tắt, cô bấm qua bấm cái ngón tay chỉ xuống, không biết làm, bấm chỉ xuống, bấm 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 vậy đó. Cái phần cái tư cách của thằng Lân không còn giá trị bên Mỹ, bên bên chỗ cô này, họ không thích nó nữa, họ không thích cái thằng 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 Lân này, tại vì từ cái vụ mà tiền bạc mà về của con này. Thứ hai là cái vụ mà đòi con 5.000 đô tiền bơ này, nó tự nhiên bọn tụi cô này đi lễ này, đi vô nhà thờ, nhiều khi đi chung một xe với nhau á, tâm sự rồi nói chuyện với nhau vậy, là tụi cô không có nghe, tắt 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 không nghe, tại vì nói thằng này là xạo, tại vì nó xạo mà nó quá, thằng lên này nó quá xạo gì cô, các cô ở bên này mến nó lắm, mến 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 đến vị luật sư lắm, mến mà mến nó nhiều, tại mến đi mà nó nói hoài, mến nó lắm, rất là mến. Nhưng mà từ ngày mà biết nó dụ tiền bạc mà bê bối với con, ví dụ mà đòi con 5.000 không có mà đòi tầm 7 tầm 3, tự nhiên bây giờ các cô mà lên xe mà 5 6 bà mà rủ nhau đi một xe đi lễ đó, là bắt đầu mà nói chuyện về thằng đó, mà tụi cô không muốn này, không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện về thằng Lân, tại cái tư cách của thằng Lân nó không còn nữa, nó Nhưng không có mà còn. bây giờ cô nghe con khuyên nè. Cái gì cũng vậy, ai cũng có mặt tốt, cũng mặt xấu. Cô cứ nhìn những cái mặt tích cực của ổng đi. Ổng cũng lên, ổng là mạnh miệng nhất. Ổng cho bà con biết là về cái vụ mà loạn luân hay lường gạt hay là Diễm My hay là 50 tên côn đồ hay những sai trái của công an Long An rồi của tòa án vân vân. Thì để cho cô thấy được là con người không ai hoàn hảo cô. Tại vì ổng lên ổng nói nhiều quá thì thành ra là ổng không có kiềm chế được, rồi ổng nói lung tung. Rồi cái Thì đã bản ngã cô đã ổng nói với lớn, rồi con ổng rồi. bị sách động bởi cô Như Quỳnh nữa, rồi bởi Đúng người rồi. em, rồi gì gì đó, cho nên ổng thành ra ổng đi quá đà. Nhưng mà mỗi lần mà cô ghét ổng, cô cứ nhìn những cái điều tốt mà ổng làm, thực ra là ổng cũng tốt chứ phải không? Ổng có những Không, cái mạnh mẽ cô rất của thương ổng. ổng mà, cô rất thích mà. Những cái mà mỗi người cô thích, ổng cứ lên là à, 50 tên côn đồ, tụi cô thích ổng mà, thương ổng lắm. Từ ngày cái vụ mà vụ tiền bạc này này, vụ tiền bạc còn về về vì vì vụ tiền bạc này, mà tự nhiên tụi cô với phần những lời nói của ổng ấy, ổng nói không có đúng cái sự thật của những người già như cô, con hiểu không? Cho nên tụi cô không thích ổng thôi. Chứ còn trước kia, mỗi lần mà ổng nói về 50 tên côn đồ này, rồi những cái gì, tụi cô hoàn toàn ngồi nghe, nghe ổng mà thích thú. Rồi còn nhiều khi còn vỗ tay, còn ngồi coi tivi vỗ tay còn ấy. Nhưng mà từ cái vụ mà tiền bạc cho tới bây giờ là tụi già như các cô là không có thích ổng, Cô không có con báo thích tin cho cô nè, con báo tin cho cô. Cái người mà cô khen đẹp trai đó, cái người ổng. mà cô khen là mặt mũi sáng ngời ngời sang trọng đó, có ở trong đang 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 có mặt rồi đó nha cô. Đây nha chú Sơn nha, Ủa đi cô biết sáng vô luôn. cô mà Cô biết cô là ai nói đó đó là cô hiểu rồi, chú hả? Sơn sáng rồi đặt Cảm tay ơn một Quỳnh tay Giao. cô mới nói mà. Chú Sơn nãy cô Hoa có gọi cho chú Sơn bao nhiêu lần mà chú Sơn không bắt máy, chắc có nghe chú Sơn bận, cho nên là cô Hoa chỉ có đôi lời nói với chú Sơn là kiên trì lên nha chú Sơn, đừng để cho cái lũ này nó lọt vô nha chú Sơn, chứ đừng để nó lọt vào trong Thiền Nam nha chú Sơn. Đôi lời của cô Hoa lần đầu tiên cô Hoa gọi cho chú Sơn nhưng mà không gọi được, ở đây sẵn thì cô Hoa muốn nhắn với chú Sơn, thấy trời ơi không biết nói làm sao mà gặp, nhắn với chú Sơn ơi, Chú Sơn nghe hết hãy rồi cô. cứu hãy cứu lấy Thiền Nam đi, đừng để cho Tú quay trở về, nếu mà Tú quay trở về là chỉ khổ cho các cụ và các cô thôi. Chú Sơn ơi, chú Sơn nghe 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 bà già 76 tuổi này cầu cứu chú Sơn, cầu cứu cộng đồng mạng, xin hãy để ý đừng để cho Tú nó quay trở về Thiền Nam này, trời ơi trời ơi. Thì chú Sơn sẽ biết cách để mà tư vấn, nhưng mà rõ ràng giữa Tú với lại bên Thiền Nam nó lại là chuyện gia đình cô. Mình ở ngoài mình chỉ có ý kiến thôi, nhưng mà phần quyết định vẫn là của họ chứ không phải của mình. Cũng không phải là của YouTuber hay là của bất cứ một nhân vật nào ngoài hết. Đó, giống như anh Sơn ảnh phân định cái nào đó đó rất là rõ. Tiền của Thiền Đúng Nam rồi. thì không có Lan Hai Lúa hay Sunny Binh Nì hay là Tố Nga nào được quyền xen vô. Đó. Thì cái việc mà của gia đình của họ thì mình chỉ có ý kiến là để họ biết là cái nào đúng cái nào sai, để những người Thiền Nam người ta quyết định thôi. Chứ cô yên tâm, chú Sơn cũng sẽ phân tích cái hay cái dở để cho thầy ông nội với là các cô ở trong đó nghe. Rồi bây giờ chú Sơn nghe chưa? Chú Sơn đâu rồi? Chú Sơn chào cô đi. Rồi một lát nữa nếu mà nói chuyện xong rồi chú Sơn muốn nói gì thì chú Sơn cứ gọi vô, rồi có đôi lời cũng được cái chú Sơn với anh Mộng Nguyễn. Rồi bây giờ cô muốn chia sẻ nữa không, hay là cô muốn Không,
Cô nói vậy đủ rồi, tôi chỉ chúc cho khán thính giả của Nguyễn Tinh Dũng này, cái Dũng này, cái chú Sơn này được mọi sự bình an khỏe mạnh này. Rồi cho cô Hoa chị cô vui nói chúc cho khán thính giả của Nguyễn Tinh Dũng này, của Dũng này, của chú Sơn này đó. Chúc chú Sơn này nha, chú Sơn nè, trời ơi mỗi lần tôi nghe chú Sơn mà đẹp biết là tôi ngồi tôi nghe mấy bà già của chúng tôi ngồi nghe chú Sơn nói đấy, nghe chú Sơn mấy bà già cô đóng tai nghe, một bà thì điếc, một bà thì ù ù lỗ tai, một bà thì mắt thì kém ném, ngồi nghe chú Sơn nói chuyện với nghe không chú Sơn. Rồi chú Sơn text cảm ơn cô vài dòng của chú Sơn. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi thôi Cảm mình ơn chia Dũng nha, tay nha cảm ơn cô. khán giả. Ok, bye Dạ, con. dạ rồi con Bye. chào cô. Dạ. Rồi, quý vị nghe chưa quý vị? Quý vị nghe rõ rồi ha, mà cái gì mà cô muốn chia sẻ rồi cô dự định cô muốn làm gì đó, thì bây giờ loại ra thêm 120 mấy triệu rồi đó. Thì không biết anh Tú sao đây, nhiều khi cái anh Tú Minh Tú này mà xin lỗi xin phải chú Sơn rồi muốn quay lại rồi nọ kia thì chắc là bây giờ là hết đường binh bước đường cùng hay gì gì đó để mới xin lỗi, chứ nếu mà không á, không có mấy cái vụ mà nhà hảo tâm rồi mà lên mà công bố tùm lum hết như vậy thì chưa chắc gì Lan với lại Tú rồi với lại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rồi mà chịu chịu ngoan vậy đâu nha quý vị, không có cái vụ đó nha. Bây giờ là tại sao hồi đó giờ, tại sao mấy ngày trước mấy tháng trước không dễ thương vậy đi, bây giờ chờ cho các luật sư bị 331 ha, rồi từ ông Mạnh cho tới ông Lân nè ha, cho tới cô Hoàng Anh ha, rồi bỏ đổ bể tùm lum rồi các má các đồ ứng tiền ra trả không xuể, rồi bây giờ thì mới mới xin lỗi xin phải rồi rồi xong rồi quay về. Chứ nếu mà mấy bữa trước mà học tóc mà đang từ ở chỗ mà đi du lịch mà quăng phone mà leo lên xe đò mà chạy xúc quần trở về để lo cho Thiền Am thì giờ khác rồi, chỉ vì cái câu mà kệ tôi không quan tâm, Thiền Am không quan tâm, hai luật sư online luật sư mạng về lo đi, là bây giờ là đâu có đâu đâu có làm cho cô Hoa mà sực tỉnh là thấy là không còn đường nào để mà châm trước nữa rồi, không có còn thế nào mà là im lặng nữa rồi, là phải lên tiếng thôi. À, thấy chưa anh Sơn vui lắm ha, Mộng Nguyễn rồi xong rồi Lão Đại rồi Miss Spa gì đó rồi năm râu vui dữ ha, trời đất ơi Việt Kiều Mỹ nè nha, ái mộ quá trời. Rồi đó rồi bây giờ mình mới lòi ra thêm là có một cái mối tình mà xuyên lục địa giữa Tú với lại chị Tú với chị, rồi từ chị cho tới luật sư Áo Hồng, rồi từ luật sư Áo Hồng rồi tới luật sư Thanh Trần, nó xà nùi cảnh đẹp ha, giờ giờ chiều rồi nè đó, một cái khu vườn. Rồi bây giờ thì mình lên xe chút nha quý vị. Hay là muốn tôi đứng đường như kiểu này. Về gió bắt đầu lạnh rồi đó. Mộng Nguyễn gọi Tiến Dũng chia sẻ hả? Ủa luật sư Nguyễn Hồng Sơn nè. Ồ, hay gì ta? Hello anh Sơn. Cô đang nghe đó. Chào anh Dũng, chào anh quý khán giả trong luồng live anh Dũng. Xin thưa rằng là dự đoán tôi mới vừa vô thôi, nhưng mà nghe có một cái cô Hoa đó nói cái lời mà rất là cảm kích về cái cô Hoa. Thật ra mà nói thì cô Hoa chưa có gọi cho tôi chăng nữa, thì sau khi lúc tôi bận đây là không có liên lạc được, nên tôi không biết cô Hoa là nào. Thật ra nói vậy cũng thưa với quý khán giả rằng là trong việc tôi cũng lưu vô và tôi cũng chưa có trở lại kênh chung, nhưng mà bây giờ sẵn là có dịp nói luôn là tối nay tới giờ Việt Nam đó, bây giờ là mới có bây giờ là 9 giờ mấy giờ sáng đó, thì chương trình của tôi là 9 giờ rưỡi tức là 21 giờ 30 tối giờ Việt Nam trong ngày hôm nay đó, thì tôi xin anh Dũng là coi như là mình lên một cái live show nữa để mà tôi chia sẻ, trong đó có hai cái nội dung chính. Cái thứ nhất đó là liên quan gì cái Thiền Am là đương nhiên rồi, cái thứ hai nữa là cái chương trình thơ. Thì vậy là tôi để gửi chủ đề cho anh Dũng. Như vậy thì sẵn cái dịp này là sẵn cái luồng live này thì cũng nói luôn để cho quý khán giả, nếu
sắp xếp thời gian được thì tham gia cái chương trình đó. Dạ. Thì chắc có lẽ là 21:30 đó. Dạ. Mình dài dài tới thì tôi cũng ở, còn chứ tôi định làm buổi sáng nay rồi đó, nhưng mà buổi sáng nay thì nó có khổ đây là nhiều khi đó không có khách, tôi lại bị kẹt lỡ gỡ, còn cái buổi tối Dạ. đó là tôi xếp lịch nó không bị dướng bận gì hết, nó Dạ. đỡ cái đó. À, vậy là chương trình là vậy anh Dũng ha. À, Dạ. còn cũng cũng phải nói rằng là cô Hoa là như vậy là theo dõi cái vụ việc từ Nga cũng khá là sâu sắc, mà đặc biệt là quan tâm rất kỹ về các cái Dạ, YouTuber. biết ai đẹp trai trơn, biết ai sắp lên nữa nha, rồi rủ Dạ các bà, phải các nói là bạn rồi. cảm ơn cô Hoa, nhưng mà Dạ. ngoài cái chuyện cảm ơn đó, có một cái điều mà cô Hoa tuy là lớn tuổi mà đến độ chính xác tuyệt đối, cho mình chính xác từ chính xác tuyệt đối là nói rằng là tôi là người đẹp trai là tôi thấy rất là chính xác Sang trọng nữa nha, đẹp trai mà sang trọng nữa nha. Dạ. À, xin cảm ơn anh Dũng, cảm Dạ. ơn quý khán giả rồi điều chia sẻ đó là tối rồi tôi sẽ gặp trực tiếp lại quý khán giả trên đường là anh Dũng. Dạ, Xin cảm ơn, dạ cảm ơn anh xin rất là chào nhiều. nhau. Dạ. À, đây. Dạ. Chào anh, và tôi còn biết là cái chủ đề thơ em đó là tình chị duyên em nữa nha. Chứ không phải là thường đâu nha. Tôi sao mà tôi thấy là chị em đồ coi như câu kết với nhau mà ghét tôi dữ vậy trời. Đó. Rồi, cảnh đẹp quá không? Trời lạnh đó nhưng mà kệ đi, chưa tối thì mình còn ở đây thưa quý vị. Thì hôm nay có một cái chút xíu mà muốn chia sẻ là như thế này. À, đây 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 đây. Đây. Cô Tanya có lên trên đài VOA. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã gọi cô Tanya nhiều lần và có một buổi phỏng vấn. Thì Dũng đã có được, không biết là chắc có người có người không. Đài VOA là ICJ can thiệp việc luật sư Đặng Đình Mạnh bị Việt Nam điều tra liên quan vụ án Thiền Am. Đây, trong đây có phỏng vấn cô Tanya nữa nha quý vị. Và tại sao nãy Dũng có đề cập đến ông Lân với lại ông Mạnh? Thì Dũng có nói rồi, tất cả mọi người đều có những cái, không ai hoàn hảo hết, mỗi người đều có cá tính riêng. Có người trầm lặng, có người thì hay nói, có người thích phô trương, có người đi thẳng vấn đề, có người đi thẳng vòng, có người đi vòng vo, có người thì tập trung vào công chuyện, có người thì nhậu nhẹt ngoài lề. Đó, thì tùy theo tính cách mỗi người, và ta nhận lại được những cái gì mà do tính cách người ta đưa ra. Thì thưa quý vị, cô Tanya đã có cái lời trả lời phỏng vấn và Dũng xin đọc cho quý vị nghe nha. ACJ công bố thư ngỏ đề ngày 13 tháng 3 2023 lên tiếng về luật sư Đặng Đình Mạnh bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Rồi. Ủy ban luật gia quốc tế, viết tắt là ICJ, vừa gửi thư ngỏ đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam, lên án việc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, theo cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ủy ban này nói rằng, luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ hay Tỉnh thất Bồng Lai. ACJ cho rằng ông Đặng Đình Mạnh đang bị bức hại thông qua cuộc điều tra hình sự phi pháp nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư, và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế, quyền dân sự và chính trị, và các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư. Ngày 2 tháng 3 2023, luật sư Đặng Đình Mạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An triệu tập thẩm vấn theo tổ chức ICJ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Cơ quan này cho biết một cuộc thẩm vấn được thực hiện theo một yêu cầu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an. Với nhiều khả năng ông Mạnh bị khởi tố theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ,
xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân do đã đăng tải hình ảnh, phát biểu bài viết qua video qua mạng xã hội. Trong thư ngỏ đề ngày 13 tháng 3 gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông Ian Sideman, Phó Giám đốc Pháp lý và Chính sách của ICJ, nói rằng vụ điều tra đang diễn ra nhắm vào ông Mạnh dường như có liên quan đến vụ án nhạy cảm Tịnh Thất Bồng Lai mà ông tham gia bào chữa. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị họ cho ý kiến về thư ngỏ của ICJ nhưng chưa được phản hồi. Đây là quý vị, đây. Đó, thư ngỏ của ICJ gửi giới chức Việt Nam. Rồi. Từ Florida, Mỹ, bà Tanya Nguyễn Đỗ, này bà Tanya Nguyễn Đỗ, người đại diện của tổ chức Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ ở hải ngoại, nêu nhận định với VOA về sự bênh vực của ICJ đối với luật sư Đặng Đình Mạnh. À, quý vị ngang đây là để quý vị thấy rằng các tổ chức thế giới đều coi cô Tanya Nguyễn Đỗ là đại diện nha quý vị. Một tờ ba, một đài phát thanh của Mỹ thì họ phải viết chính xác những gì mà họ họ biết và cái nội dung mà họ muốn trình bày nha quý vị. Từ Florida, Mỹ, bà Tanya Nguyễn Đỗ, người đại diện của tổ chức Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ ở hải ngoại, nêu nhận định với VOA sẽ về sự bênh vực của ICJ đối với ông luật sư Đặng Đình Mạnh. Cô ấy nói, ông là một trong những người đại diện cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ông đã làm theo lương tâm nghề nghiệp để bảo vệ và đại diện cho thân chủ. Ông đã làm bổn phận của ông rất tốt. Còn vấn đề tại vì làm như vậy mà ông bị dính vào điều 331 thì tôi nghĩ là nó không đúng và không có công lý đối với luật sư Đặng Đình Mạnh, vì các luật sư chỉ bảo vệ và nói lên sự thật. Người đại diện cho Thiền Am cho biết thêm rằng các luật sư cần phải được sự bảo vệ của luật pháp quốc tế. Truyền thông nhà nước cho biết hôm 11 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói rằng luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm theo điều 331. Ông Sederman bày tỏ sự quan ngại về điều 331, điều luật mà các nhà chức trách Việt Nam đang dùng để điều tra ông Mạnh và các nhà bảo vệ nhân quyền khác, vì nó không tương thích với luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Đại diện của ICJ cho biết rằng điều luật này mơ hồ và quá mông lung, áp đặt những hạn chế không cần thiết và không phù hợp đối với các hoạt động hợp pháp của những nhà bảo vệ nhân quyền, người hoạt động xã hội dân sự và các nhà hoạt động trên mạng xã hội. ICJ kêu gọi Bộ Tư pháp và Công an của Việt Nam ngay lập tức tiến hành các bước ngưng điều tra hình sự đối với luật sư Đặng Đình Mạnh và những luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ. Ngoài ra, cơ quan này còn đề nghị chính quyền Việt Nam có biện pháp hủy bỏ hoặc sửa đổi thực sự điều 331 để cho tương thích với luật nhân quyền quốc tế, đồng thời có mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc hành nghề luật sư một cách tự do mà không phải lo sợ bị trả thù, bị hạn chế, gồm những sách nhiễu trong quá trình tố tụng. Rồi, đó, ủa còn nữa, trời đất ơi. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, khen ngợi hành động của ICJ. Ông viết trên Twitter hôm 15 tháng 3, gọi đó là sự can thiệp tuyệt vời của ICJ trong trường hợp của luật sư Mạnh. Cộng đồng mạng trong nước bày tỏ sự bức xúc khi luật sư Mạnh bị triệu tập. Facebooker Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội viết trên Facebook, luật sư Đặng Đình Mạnh là người tham gia vào nhiều vụ án nhạy cảm và giấy triệu tập này liên quan tới vụ án Thiện Am. Cái mà luật sư Mạnh nêu ra chỉ là những sai sót trong quá trình tố tụng của cơ quan điều tra. Và tôi biết luật sư Mạnh là người rất cẩn trọng trong phát ngôn của mình. Tôi không biết sự việc sẽ đến đâu, nhưng tôi thấy lo lắng cho luật sư Đặng Đình Mạnh
một người tôi trân trọng bởi sự tận tâm khi bảo vệ thân chủ của anh. Số luật sư như vậy ở Việt Nam chỉ có vài người, ông Châu viết hôm 10 tháng 3. Cũng trong vụ án Thiện Am, hôm 9 tháng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói rằng đã phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đào Kim Lân, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip những hình ảnh, bài viết có dấu hiệu tội phạm theo Điều 331. Rồi, thưa quý vị. Đó là đài VOA cũng đã vào cuộc và chia sẻ về sự tham gia của đoàn luật sư quốc tế về sự kiện mà các luật sư của Việt Nam bị dính vào 331. Nhưng mà tại sao không có luật sư Trần Văn Sĩ ha? Thì chúng ta cứ chờ xem ha. Và cô Tanya là người đại diện cho Thiền Am và được đài VOA gọi tới để có buổi phỏng vấn. Thì hình như là ở trong này cũng có cái lời phát biểu của cô Tanya. Quý vị vào đó xem nha quý vị. Tới Bộ Tư pháp và Công an Việt Nam lên án việc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ủy ban này nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, còn được gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. ICJ cho rằng ông Mạnh đang bị bức hại thông qua việc điều tra hình sự phi pháp nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc về vai trò của luật sư. Luật sư Mạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An triệu tập và thẩm vấn hôm 2 tháng 3 vừa qua theo tổ chức ICJ có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Cơ quan này cho biết cuộc thẩm vấn được thực hiện theo một yêu cầu từ sư Mạnh, một trong những người đại diện cho Thiền Am, hiện của tổ chức Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ Florida, Mỹ, bà Tania Nguyễn Đỗ, người đại diện của tổ chức Thiền Am bên bờ vũ trụ ở hải ngoại, nói rằng luật sư Mạnh, một trong những người đại diện cho Thiền Am, đã làm theo lương tâm nghề nghiệp để bảo vệ và đại diện cho thân chủ. Còn cái vấn đề mà tha nhân nghĩ là tại vì làm như vậy bị dính vô vấn đề 331 thì tha nhân nghĩ nó không đúng, là không có được công lý với ông luật sư Đặng Đình Mạnh này, là tại vì người ta chỉ bảo vệ và người ta nói bên sự thật. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền. Trời, tôi biết bà đã bắt đọc rồi, nãy giờ tôi đọc cũng đi cho mệt vậy trời. Trong một đăng tải trên Twitter hôm 15 tháng 3, ông Robertson gọi đó là sự can thiệp tuyệt vời của ICJ. Tôi đọc cho đã, bây giờ cái phiên bài này bắt đầu còn hay hơn tôi nữa. Trời đất ơi. Rồi thưa quý vị, đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ là ngày hôm nay là có hai việc. Một cái là của cô Hoa, thì các cái diễn đàn ở trên Facebook là cái nơi mà để cho những người mà khán giả đủ mọi thành phần, lớn tuổi, trẻ tuổi, nam phụ lão ấu đều có thể lên để chia sẻ về những cái việc mà mình không biết nói cùng với ai, những cái việc mà họ cần lên, họ cần có những cái ý kiến, họ cần có những cái ý kiến về cái sự thật, về những cái việc mà họ thấy là họ phải có trách nhiệm phải nói, phải chia sẻ với chúng ta, thưa quý vị. Thì với điều kiện là những lời nói đó là phải là trung thực và có bằng chứng, thì cô Hoa cũng đã nói rõ là cô có 10 cái bằng chứng, 10 cái tờ biên nhận, rồi dụng cổ sẽ sắp nạch chát gì đó thì cô không biết, nhưng mà cô gửi thì cổ sẽ nhờ con cháu ở nhà chụp hình đó gửi qua cho Dũng, thì Dũng sẽ gửi về cho Mộng Nguyễn để Mộng Nguyễn sẽ giúp cho Thiền Am lấy lại được cái số tiền này, rồi giúp cho Thiền Am lấy lại cái số tiền này, bởi vì họ rất khổ rồi thưa quý vị. Tù đầy rồi, khám xét rồi, lường gạt tùm lum. Có một cô nữa gọi nha, có một cô nữa gọi. Cô, con đây cô. Cô muốn chia sẻ phải không? Cô muốn nói gì không? Vậy cô không dám hả? Vậy thôi cô chào thôi cũng được. Cô chào vài tiếng thôi. Cô nhắc con này nè. Cô Liên. Cô đợi hoài sao cô không thấy con lên nói cái chỗ mà luật sư đòi ăn 30% cái vụ vàng. Cô muốn con nói gì cái vụ luật sư ăn 30% cái vụ vàng hả cô?
Ừ, nghĩa là 210 cây là ổng phải ăn 60 mấy cây. Được chứ, Trời đâm ra để tối thiểu người cũng 2 cây, thành nó ra sức nó chửi đó. Ồ, sao cô biết cho mỗi đứa ra đề mỗi đứa 2 cây đó ra sức nó Thì chửi? cô nghĩ vậy, thế nào mà nó không vậy, nó mới ra sức, nó ráng sức nó bôi là hằng xanh với lại hằng sơn cho mình được, để cho nó cố giành giật, để cho mấy ổng là mà bào chữa cho thằng Am đang ăn 30% năm rau kể đó. Thế nào mà cô ở nhà là cô lên nhá, cô lên ra cái clip của con á. Thôi, thôi cô chào khán giả đi, cô nói vài câu gì cũng được rồi, cô chào khán giả đi. Giờ cô đang làm cô sợ nó vô bà kẹp. Giờ bắt đầu hôm bữa bị cảnh cáo rồi, xin chữ ký quá trời đi, nó cảnh cáo rồi chứ gì. Không, bây giờ mình đang làm mình phải giữ kỷ luật biết không? Cô Thứ nhưng mà bảy hay chủ nhật con like rồi cô lên. nhưng mà con hỏi cô nè một câu thôi rồi cô đi làm. Sao cô lớn tuổi cô không nghỉ ngơi cho nó khỏe mà cô đi làm gì? Cô tính tháng năm cô nghỉ rồi, mục đích cô đi làm cũng là mục đích á, cô cũng để giúp đỡ bà con nghèo khổ với lại những cái hoàn cảnh nào khó khăn, ví dụ đó con thấy không, từ mấy năm cô giúp dữ lắm, cô gửi cho con Trần đã đi giúp người ta dữ lắm Giúp rồi, chùa thế là chiền rồi người ví nghèo dụ tùm Thiện lum Am nè, và rồi rồi luật riêng sư em. nè, rồi cô cũng 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 lúc nào cũng ấy, nếu mà bây giờ cái vụ luật sư Hồng Thanh với Hồng Sơn mà cần nữa là cô sẽ giang tay giúp được, cô sẵn Đó sàng Hồng giúp những người làm việc Hồng nghĩa. dạ Hồng Sơn với Hồng Thanh nghe chưa? Cô là sẵn sàng giang tay nếu mà luật sư Hồng Thanh với Hồng Sơn cần đó. Mà cần kinh phí Dạ á. mà cần kinh phí trời ơi chứ ta cần cô thông dịch từ từ tiếng Việt cho tiếng Mỹ sao được. Con giỡn thôi. Thì cần kinh phí, cần lời nói động viên hay cần sự chia sẻ gì thì cô Liên sẽ rất là sẵn lòng đúng không? Còn cái vụ mà 30% cô đang bức bối cái vụ 30% tiền hay 30% cũng là 63 Cái cây vụ năm vàng. rau kể đó cô mà cô tức ăn tàn nhẫn, hàng chi cô mới nghĩ là cái đám tụi nó đó mới rắn nhau mà gái mà sủa quá trời sủa luôn, sủa bất chấp thấy không. Đó, đám đa đề nghe chưa? Những cái việc mình làm á là sẽ bị mọi người dân trên thế giới người ta nhìn rồi người ta mỗi người có một cái suy nghĩ, có một cái góc nhìn thì người ta không thấy là quý vị làm điều tốt ở chỗ nào, trong khi quý vị chửi toàn là những cái người mà đang giúp đỡ cho thiện em không. Đó, Mục đích là con thấy không, mục đích là đánh Hồng Sơn với Hồng Thanh cho bằng được, để giật ra để mà chiếm cho được cái vị trí nào đây, để mà chia cho được 30% vàng rồi thì chúng nó chia nhau đó. Cho nên mục đích là nó bọn xấu nó phải tìm mọi cách để nó nói xấu người ta, mà trong khi người ta làm vô vụ lợi không có tốn để lên mạng nói rồi. Mà cô buồn cười nhất là bẩn thỉu nhất là cái vụ mà đòi tiền của con mà vô FP á, đòi đứng trong tay như con, sao mà nó xấu hổ mà nó nhục nhã, cái mặt nó dày dữ vậy mấy. Hình như là có đang có Hồng Thanh trong này nghe này sao á, chị Hồng Thanh. Chị Thanh Trần đang nghe phải không cô đó, đó. Hồi nãy giờ trong cái live này đó là cô biết có Hồng Thanh, có Hồng Sơn, có Mộng Nguyễn, có chị Susan Trần, rồi có Thi, có Hiền Lò, ủa rồi có ai nữa ta, có Quỳnh Giao Tô nữa nè. Đó, đầy đủ những Gì người ở mà trong chính này đáng mà không biết là nhiều khi hồi có xưa cô Tú với giúp Lan nữa đó nghe cô cẩn thận đó. hồi xưa mà cô giúp đó dữ lắm mà, nhưng mà rốt cuộc là cô con gửi cái giấy cho cô chưa? Con gửi rồi, nãy con gửi đi rồi. Rồi rồi. Nhưng mà khi mà con gửi lại, cô gửi lại cho con á thì cô coi cái bao, cái bao thơ ở ngoài bìa bao thơ của con nha. Tại vì cái địa chỉ của con ở trong cái đơn nó bị thiếu chút xíu cho sợ nó không tới được, cho nên cô coi ở ngoài cái bao thơ, cái bì thư là cái địa chỉ con chính xác nhất. Rồi con cảm ơn cô còn nói nữa không? Không thôi giám đốc Rồi vô nó rồi hù rồi một cái dạ đó không, cái đó. bây giờ cô chào nó, cô chào hết rồi. Quý vị khán giả mà ở trên kênh con đó, tại cô mất làm, chứ cô không làm thì cô nói nhiều được. Rồi dạ hết Quên nữa cô, rồi còn cái vụ tiền mà cô đưa cho Toán thì cô muốn xử lý sao, là để cho tụi nó tự giữ tự đưa qua cho Thảo Vũ rồi không, hay giờ cô muốn tại vì sao cô không? đưa cho nó là bây giờ cô muốn là cái vụ mà 10 triệu của luật sư mấy cái kia thì là cô không, nó đưa tỉnh thất còn đa chưa thì mình không biết, lương tâm nó biết, nhưng mà cái vụ mà 10 triệu của luật sư mà cô thưởng 5 triệu, chỉ có 5 triệu hùng để lo thôi, còn 5 triệu là thưởng cho 5 vị luật sư, tức là mỗi người được 1 triệu,
Dạ. chứ không có thể nào mà dồn qua cho cô Thảo Vũ ở bên Mỹ này được. Dạ. Dạ, rồi. Tại vì đằng có vụ đó không, tháng 1 là đã lo được sẽ xong, rồi qua tháng 5, tháng 6 của thượng luật sư mà mắc Dạ. mớ gì đưa qua cho Thảo Vũ nữa, Dạ. cái đó là không được, Dạ. không chấp nhận. Dạ, rồi bây giờ Phải không? mẫu vị luật sư kia, mẫu vị phải được một Dạ. triệu Rồi vậy thì bây giờ cô không chấp nhận thì ý cô muốn nói cái gì đây? Cô muốn thì là cô toán muốn trần là trả lại phải phải không? phải đưa lại cho mẫu vị luật sư kia Dạ. Thì mẫu vị Thảo một Vũ, triệu. nếu mà Thảo Vũ có nghe, Thảo Vũ gửi ngược về ngay lập tức nghe Thảo Vũ. Tại vì ý của người cho, người tặng là biếu cho luật sư chứ không phải là gom góp hùn lại để trả công cho luật sư. Rồi Thảo Vũ nghe rất rõ ha, Không, toán. gom góp hùng là hôm tháng 1 cô đã gom góp rồi. Vậy là hồi đó gom góp mà để trả tiền luật sư là cô gom góp rồi. Còn cái vụ này tháng 5, tháng 9 gì đó là cái vụ mà tặng Tháng 5 riêng. Và tháng tháng 5 là 5 thưởng, là thưởng riêng nha. Rồi còn tháng toán 9 là cho Lan. thiền âm làm cửa. Dạ, tháng 9 là cho thiền âm làm cửa thì không biết đưa chưa thì cô không ra thì thôi tự lương tâm của tôi toán biết là cô nói vậy phải không? Dạ rồi. Dạ rồi, ok. Rồi gửi cô chào hết nha. Dạ rồi, xong. Cô mong là con lên khẳng định nó dụng 30% vàng á. Dạ. Rồi, ok, con cảm ơn cô, chắc con cũng nói vài lời về Chứ cái vụ là đó. cô bức xúc cái vụ đó ghê lắm trời. Dạ. Rồi bye con nghe. Dạ rồi Bye. cô, dạ Cô cô chào chào khán giả. khán giả. Rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, cô chúc cô buổi tối vui vẻ, cô về ngủ ngon nha. Con chào Rồi cô. cảm ơn Dạ, con. con chào cô. Rồi, cảnh hoàng hôn rồi nè quý vị, sắp tối rồi mà tôi còn đứng đường nữa quý vị. À, đúng rồi, Nick Hồng Thanh giả hả? Trời ơi, sao có vụ giả trong này nữa trời. Có Jenny Gorgin đó hả? Ok. Rồi thưa quý vị, thì Dũng nói về sơ sơ về cái vụ mà cái vụ mà 30% đó quý vị. Thì thiệt ra cái vụ 30%, 40% hay là 20% gì nó cũng là do cái sự thương lượng giữa đôi bên, giữa thân chủ và luật sư thưa quý vị. Ở đây theo Dũng thấy là bên Mỹ này có nhiều cái cặp vợ chồng mà ly dị đó thì luật sư có vô cũng không có lấy tiền mà nói là tính theo phần trăm trên cái mà số được đền bù, số được chia cho người thân chủ đó. Do đó mà các cặp vợ chồng đây mà mỗi lần mà ly dị đó là thôi không có cho luật sư ăn, thôi để tự thương lượng rồi chia chia chia, còn không mà đưa ra toàn cái là hai bên có đồng nào đã trả phí này phí nọ phí kia phí luật sư xong không còn gì đó. Thì cái chuyện mà ba ăn phần trăm là có chứ phải không, là do tại vì khi mà ăn phần trăm là bên phía bên thân chủ không cần trả tiền hoặc là chỉ có đóng tiền cọc hay đóng tiền deposit gì đó nhà, rồi còn xong việc rồi thì luật sư sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm, ví dụ như là về cái phương diện mà bảo hiểm mà đụng xe hay là cháy nổ gì đó mà khi mà luật sư giao cho luật sư sẽ căn cứ theo cái điều khoản ở trong cái hợp đồng để mà đòi bồi thường. Thì cái hạng đòi bồi thường á thì nó sẽ làm việc với lại luật sư, và luật sư nói với thân chủ là khi mà hạng bồi thường 1 triệu thì của tôi là 300 ngàn, trên 30% có được không hoặc là 40% được không, hai bên thương lượng với nhau đó. Thì cái người mà bị tai nạn gì đó thì người nhà người ta thì người được ủy quyền hay là người giám hộ gì đó thì sẽ điêu, sẽ điêu là ồ thôi 20% thôi, thôi 30% gì đó, thì phải thương lượng qua lại. Cái số tiền nó càng lớn thì cái lượng phần trăm chắc nó càng nhỏ. Tại vì nếu mà 10 triệu mà 40% hết mẹ 4 triệu rồi, ví dụ vậy. Thì cái lên là thôi, thế lấy 20% thôi, 30% gì gì đó. Rồi thì cái phía bên thân chủ là khỏi cần trả tiền gì hết mà chỉ làm theo tư vấn của luật sư. Ồ mày phải đi mổ cái này, mày phải đi khai cái kia, mày phải đi khám bệnh tâm thần tâm lý, rồi sang chấn xương chậu ống, rồi mày phải ngồi xe lăn, rồi mày mất trí nhớ, mất việc làm, rồi gom góp, rồi xong rồi bao nhiêu khoản thu nhập bị mất đi, cái gì gì đó, rồi xong rồi cái gom lại. Thì luật sư đòi được nhiều thì cái phần của mình cũng nhiều,
và cái phần của luật sư cũng nhiều. Ví dụ như là trả theo giờ thì hỏi luật sư, ồ mày trả theo giờ không? Rồi thôi tao đòi được 500 ngàn. Ồ nhưng mà chia phần trăm phải không? À, tao được tới 3%. Tao đòi cho mày được 3 triệu, 5 triệu. Tao ráng moi hết bao nhiêu phần thành công lực, bao nhiêu kiến thức ở trong đời sống ra tao đòi. Nè mày phải đi mổ cái này, mày phải khai cái kia, mày phải giả bộ nằm liệt giường, liệt chiếu, rồi phải kê khai tùm lum tà la. À như vậy thì người thân chủ ta sẽ thấy, ồ nếu mà mình đưa cho ổng tới 30% mà ổng đòi được 3 triệu thì rõ ràng là mình được tới 2 triệu mốt. Còn mình không, tao không đưa đồng số nào hết trơn, tao trả tiền mỗi giờ là 500, 300, 200. Ok rồi tao làm theo đúng giờ giấc rồi xong. À xong. Đúng rồi, được đền 200 ngàn, 30 ngàn rồi. Được nhiêu lấy nhiêu. Đúng không chị? Đó, thì là cái chuyện nào thì nó có cũng có cái dở cái hay của cái đó. Nhưng mà riêng đối với cái vấn đề mà 210 lượng vàng mà ở trong Thiền Am thì Dũng thấy là như vậy. Người ta bị tù, bị đày, bị cướp, bị trắng trợn như vậy, bị vu oan giá họa, bị tù vì cái tội không có như vậy mà mình đòi 30%. Thì cái văn hóa, cái lẽ sống làm người, cái phong tục tập quán, cái tình cảm của người Việt Nam mình, người châu Á rồi đó, thì thấy rõ ràng là nó không nở. Thưa 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 quý vị, ví dụ như là trong cái trường hợp mà cái giá nó không có, thí dụ như là bảo hiểm đụng xe chết chóc thì nó đâu có cái con số cố định. Nó biết đâu luật sư giỏi được 5 triệu, 2 triệu, 7 triệu, còn dở dở thì được 20-30 ngàn. Nó không cố định thì mình có thể đòi, mình có thể thương lượng là bằng phần trăm được. Trong cái trường hợp mà cái người bị nạn ta cũng không có tiền gì mà để mà ta trả, à cái đó thì là nó là một cái chuyện khác. Còn trong cái trường hợp này cái con số nó đã có là 210 lượng vàng, và trong cái đơn kêu cứu cũng có, thì Dũng chỉ trách có một điều, đó là mặc dù mình không không có thỏa thuận để đòi được, để tố cáo hay là để cãi cho lấy lại được 210, nhưng các luật sư cũng nên nêu ra cái thiệt hại của Thiền Am là 210 cây vàng, rồi những cái thiệt hại, cái tiền gì mà chứng khoán của ông Trùng Dương, rồi những cái tổn thất của họ thế này thế nọ. Thì rõ ràng là ông Lân chỉ có nêu lên những cái chuyện mà 50 tên côn đồ là những cái mà đã xử rồi, với lại những cái mà yếu tố đó nó phụ 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 thêm thôi, rồi cô Diễm My rồi cái gì gì đó nó phụ 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 thêm thôi. Chứ còn mà cái chính ở trong đó là cái tài sản quá lớn của họ, trong cái nhà của họ thì xây cất rồi dang dở chưa xong, sình lầy bẩn thỉu, nhà thì sắp sập, tiền thì phải đi xin của không phải đi xin mà là phải cần đến cái sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, rồi đau khổ như vậy đó mà quất cái 30% thì tôi thấy là bất nhẫn. Nó tới 61 63 cây vàng gì đó nếu mà tôi nhân lên, thì tôi thấy cái đó là cái sự bất nhẫn. Chứ còn mà cái chuyện mà nếu mà họ trong cái hoàn cảnh mà không tù đày, không có bị oan ức, không có bị bệnh hoạn, rồi bứt tóc móc mắt, rồi gì ADN, rồi đầy đọa tùm lum vậy, thì nó là một cái chuyện khác. Còn trong cái hoàn cảnh đang vậy thì thôi tôi cũng không có, tôi thấy là tôi rất đau lòng khi mà bây giờ lòi ra thêm cái chuyện là 30%. Chứ còn mà 30% mà như bên Mỹ này thì tôi thấy bình thường, ngay cả đi làm nail, làm tóc gì cũng vậy, mướn cái chỗ làm tóc thì cứ chia cho chủ 74 7364, hoặc là mướn một cái chỗ để làm thì trả tiền sòng phẳng, hoặc là trả tiền tuần, trả tiền bao luôn, chủ có thể bao luôn mà không cần phải 6473 gì gì đó. Thì cái đó là giữa cái sự mà thương lượng giữa đôi bên. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì tôi cũng phải đành nói thật là thẳng tay quá. Thứ nhất là thẳng tay quá, thứ hai là nó không có cái tình trong đó. Trong khi hồi đầu ai quý vị build lên cái hình ảnh quá đẹp, từ mẹ nắm, từ Thảo Vũ, từ và những cái chuyện này sao cô nắm không phanh phui ha. Cô nắm thường là hãy ai giấu cái gì là cô moi ra cái đó, ai giấu cái gì là tôi moi ra cái đó, Hồng Sơn giấu cái gì là tôi moi ra cái đó, tôi đưa lên. Mà sao cái vụ này không nghe chị Như Quỳnh với lại chị Thảo Vũ rồi nói ha, không thấy Toán Lan rồi nói mọi thứ, nhưng mà riêng cái 210 cây vàng này im biền biệt ha, im re rè re, im ré rè re, không ai biết. Cho tới lúc mà anh Hồng Sơn anh đưa ra thì lúc đó là tôi bán tín bán nghi, biết cái này có thật không, mà tôi rất là lo trong Hồng Sơn.
Bởi vì sao tự nhiên đùng một phát, thí dụ mà các luật sư kia đã nói rồi mà ông Hồng Sơn ông đưa ra ông nói tiếp thì mình không có ngạc nhiên mà mình không có lo sợ cho ông Sơn, là bởi vì mình không biết cái gì, cái chuyện này trên trời rơi xuống 20 cây vàng. Nhưng mà khi mà tôi đọc cái bản tố cáo của các thầy ở trong trong Thiền Am gửi cho ông Tô Lâm thì thấy rõ ràng là những người trong đó có tố cáo là họ bị lấy đi 210 cây vàng. Và ông Lân thì nói rất là nhiều về những cái khía cạnh này, khía cạnh nọ, sai trái, tùm lum tà la. Nhưng cái vụ 210 cây vàng mặc dù là ông không đòi cũng nên đề cập tới. Bởi vì đã là nhật ký luật sư thì những người khán giả, những người quan tâm, thương lẫn ghét thì Nga đều phải được biết về diễn tiến của cái sự của cái vụ án và những cái khuất tất, những cái nội dung của cái bản án. Chứ không phải là không thỏa thuận được 30% của 210 cây vàng rồi cái mình im luôn, mình im bằng bặt luôn, coi như là không có nằm ở trong cái hồ sơ vụ án, không nằm trong cái luật ký nhật sư, thì tôi thấy nó cũng khá là bất mãn, có chứ mới không. Mặc dù là tôi sống ở đây tôi biết cái vụ mà ba bao nhiêu phần trăm đó thì nó rất là bình thường, nhưng mà trong cái hoàn cảnh này mà quý vị còn build được một cái hình ảnh là các luật sư làm mới là không lấy tiền nữa chứ gì đó, đã đâu, bởi vì tôi nói rồi, đâu nó ra đó, rồi xong rồi để đi quyên góp, đi rỉ tay làm thầm lặng rồi gom tiền của những nhà hảo tâm để trả cho luật sư, trong đó cô Liên cũng đóng nữa nè. À, rồi bây giờ cái lòi ra cái vụ mà 30% kia thì nó nhập nhằng, nó rất là khó coi. Tôi phải dùng từ là khó coi. Thì đó, thì nếu mà nói là Dũng có ý kiến thì Dũng sẽ ý kiến vậy. Còn những cái chuyện mà nếu mà công khai ngay từ đầu mà đừng có thầm lặng gì, cái vụ 30% thì tôi thấy nó fair, nó công bằng, bởi vì cái công sức của anh bỏ ra để đòi lại được 210 cây vàng, thì nếu mà anh đoan chắc anh đòi được thì Nam lấy lại được một trăm mấy chục cây vàng kia cũng còn hơn là giờ mất trắng không có gì, đúng không quý vị? Nhưng mà đâu đó phải rõ ràng, còn mà không có cãi cho người ta cái đó mà chỉ cãi cho cái 331 thì cũng nên rõ ràng lên tất cả mọi thứ là đó, điều này, chúng tôi bảo vệ thì Nga mở cái điều khoản là 331, còn không có dính gì tới những cái điều kia, chứ đâu có mà im ru bằng bạc rồi gì, rồi bây giờ cái lòi ra tùm lum tà la, bởi vì giấy nó không có gói được lửa đó, bà con nói là gì. Rồi ok, thì Dũng ý Dũng là vậy, thì chưa chắc là mọi người sẽ đồng ý hết đâu, mỗi người một ý kiến. Dũng cũng không phải là luật sư, nhưng mà những cái gì mà Dũng thấy được, Dũng biết được thì Dũng nói riêng của mình thôi, còn còn mỗi người thì người ta có cái góc nhìn riêng nha quý vị. Xong còn cái chuyện mà hồi nãy cổ có đề cập về cái chuyện mà em Tú mà quay về đó, thì mình không có quyết định được gì hết, mình có phản đối hay không phản đối gì đó thì cũng là những người của Thiền Am, người ta sẽ quyết định cái cuộc sống và cái vận mệnh và cái tương lai của người ta, chứ không phải là mình. Đó, giống như là cái chuyện mà tiền USB ba mấy ngàn đó, thì rõ ràng không ai xía vô được hết, ai cũng có quyền có ý kiến nhưng mà đòi là không được ạ. Giống như là cái chuyện em Tú cũng vậy, ai cũng có quyền có ý kiến hết nhưng mà bắt người là Tú là không được quay về, không được, không phải thẩm quyền của mình, hay là cho phép Tú quay về cũng không phải thẩm quyền của mình luôn. Đó là cái cách Tú muốn nói gì Tú nói. Tú muốn về thì Tú có việc về xin với ông nội, thầy ông nội về xin lỗi hay về trần tình gì đó, rồi với lại các người ở ở trong Thiền Am, rồi làm sao mà thuyết phục được người ta thì người ta cho về hoặc là người ta không cho về, nói chuyện của những người trong Thiền Am. Thưa quý vị, bà cũng thấy là nếu mà thực sự tôi là người của Thiền Am thì cái chữ no nó rất là rõ ràng là không, bởi vì trước đó không có Tú thì Thiền Am vẫn sống, vẫn lo được cho thầy ông nội, cho các cháu, cho những người bệnh ở trong đó. Rồi bây giờ có Tú trong cái giai đoạn đau khổ thì nó lại càng đau khổ, nó rối ren hơn, và cái điều tiếng rồi cái sự thiếu hụt của Thiền Am nó lại kinh dị hơn. Như vậy thì Tú quay về làm gì? Rồi có Tú hay không có Tú gì, thì nếu mà không có Tú mà mọi việc tốt đẹp thì thôi có thêm Tú làm chi, đúng không quý vị? Đó, rồi xong, đó là ý của Dũng nha. Vậy hôm nay là mình cái buổi livestream của ngày thứ năm là vậy, đáng lẽ hồi trưa là Dũng live lúc 12 giờ. Nhưng mà đến lúc 12 giờ thì Nam Quang lại bị kẹt đi 12 giờ Cali đó quý vị.
đi họp đi hành gì đó thì lại phải dời lại, và Dũng giữ đúng cái lịch là hôm nay thứ năm là có live như cái gì. À, cảm ơn cô Liên, cảm ơn cô Hoa, cảm ơn anh Hồng Sơn và cảm ơn em Mộng Nguyễn nha. Ngày hôm nay cô Hoa lên khen mấy thằng boy quá trời quá đất luôn ha, mấy thằng đệ quá trời ha, để Nhung Nguyễn Tuyển Lê rồi Dư Cô Te rồi cái gì Lan Lúa rồi không được khen một tiếng luôn á, trời đau lòng. Thôi Dũng xin chào cả nhà nha. À, nãy giờ cũng lâu rồi, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Hôm nay là nhớ thả tim gửi gì Dũng đã cho quý vị đi xem cảnh đẹp hoa anh đào của miền Nam Cali nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.